Chương 1 Giấc mơ ngựa trắng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bỏ, bỏ ra, ra coi Nhanh chóng xô anh ra, thoát khỏi sự ức chế lúc đó, hít sâu vào và lấy bình tĩnh Mắt cô chẳng dám nhìn anh nữa, cúi xuống đất và hiện rõ sự lúng túng Đến bây giờ anh mới cười, nhìn thấy thiên nghi vậy anh lại muốn cười và cười ngay trước con người đang lúng túng đến sắp điên lên kia Ê, bạn là tên biến thái hả? bị vậy còn cười. Bị vậy không cười thì làm gì mới cười. Ẩn ý trong mắt anh đã nêu rõ điều đó. Nhưng vì nể mặt lần đầu tiên chính thức gặp mặt, anh ngừng cười, nhún vai nhìn Thiên Nhi bằng ánh mắt vô tội. Sorry, chỉ định đỡ, ai ngờ bạn nhạo đến tôi như thế. Cái tên này, dám. Thiên Nhi. Anh yêu em. Cô gái tên Thiên Nhi ngay người nhìn chàng bạch mã hoàng tử phong độ, đẹp trai rạng ngời trước mặt mà quên cả trả lời anh chàng bạch mã kia bước đến gần nắm lấy tay cô cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô một dòng điện chạy dọc khắp người cô sợ rằng mình đang nằm mơ anh ơi anh có thể nói lại câu nói vừa rồi không anh yêu em anh lần nữa khẳng định còn cô cô không biết cảm xúc của mình lúc này giữa một cánh đồng hoa bồ công anh có một người đứng trước bạn nói yêu bạn hôn lên tay bạn trân trọng bạn có lẽ không thực tế nhưng thật ra với cô gái lúc này đây là điều tuyệt vời nhất ngựa trắng em cũng yêu anh cô nước mắt rưng rưng trả lời cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi cuối cùng tình yêu của cô xuất hiện rồi cô sống 17 năm qua thật không uổng phí mà, lớp diêu and lớp mê công bu ken can di heni ni dai ai je tên mi lớp diêu and lớp mê công bu hau ini si wow dông doan je way ít tiếng hát trong trẻo phát ra chiếc Galaxy S3 vang lên làm náo loạn cả góc phòng nhỏ, cô gái vẫn còn mãi mê nén mình bên chăn ấm niềm êm, không biết rằng bản thân đang nướng gần khét cả cái giường rồi. Đôi mắt to đang dần mở ra. Ngựa trắng. Anh đâu rồi? Cô mở mắt nhìn lên là trần nhà, mơ. Thì ra lại là mơ. Đây là lần thứ N cô mơ như thế, cảm giác sao lại rất thực. Là mơ sao đưa tay qua bàn cầm điện thoại lên, gương mặt hốt hoảng biểu hiện ngay, không ngần ngại cô thét lớn. 6 giờ. 6 giờ, trời ơi. Tiêu thật rồi. Cô phóng nhanh ra khỏi giường. Bỏ ngay cái chăn ấm áp kia chạy vọt xuống gác dù trong lòng vẫn còn tiếc núi bữa sáng chủ nhật yêu quý. Vì hôm nay là chủ nhật nên người lười biến thích nướng khét kia là kẻ nhận nhiệm vụ làm bữa sáng cho con bé đang ngồi dưới nhà. Vậy mà lại ngủ quá lố, chưa kịp lao mặt đã cố vụt thật nhanh xuống nhà bếp. Hai đúng là người chăm chỉ thật, thức sớm quá vậy. Sao không ngủ thêm một tí nữa? Cô biết rõ lời nói mỉa mai đang ẩn chứa trên khuôn mặt đáng yêu của con bé học lớp 7, đôi mắt nó rất to, môi nhỏ chúng chím khiến ai nhìn cũng muốn ông lấy ngay đã có nhiều lần cô ông hôn nó, vậy mà bị nó dùng chân đá cho một cú muốn bay ra khỏi vũ trụ luôn, con nhỏ nung xấu xa này, hai sẽ trả thù sau, chờ đó, quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn, đúng thế, quân tử trả thù ngàn năm vẫn không muộn, nhưng để coi người quân tử ấy có biến thành xác ướp để sống tới ngàn năm sau không cái đã. Cô cố gắng mỉm cười thật tươi dù máu trong não đang sôi sùng sục. Xin lỗi nung, tại hôm qua hai thức khuya làm bài tập nên mới ngủ quên hai có đặt giờ mà không biết tại sao nó không chịu reo. Chắc nó muốn hai ngủ thêm để lấy lại calo. cô vẫn thấy kinh tởm trước sự giả tạo của mình, nói dối không chớp mắt, đúng là như mọi người nhận định, mặt cô rất dày đâm không bao giờ thủng. Được rồi, biết hai học bài với quyển yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc, học theo người ta ngủ gục trên bàn là quyết tâm cả đời không tiếc núi, đúng chứ? Có đâu? Hai ngủ trên giường mà, ngủ trên bàn khi nào? Thế à, nếu sáng em không lôi hai vào giường thì hai đã ôm sàn nhà mà ngủ rồi, công nhận sao hai hậu đậu quá trời vậy, nếu có người mang hai đi bán hai cũng chẳng hay đâu, tiếng thở dài chán nản của nung như đang thanh vãn vì tại sao người chị của mình lại tệ hại tới thế, còn cô, cô chỉ biết đứng lặng thôi, bây giờ im lặng là trên hết, vì là người có lỗi nên tốt nhất tìm cách chuộc tội thôi. Ăn sáng nha. Hai đi nấu mì cho ăn để còn đi học, nha. Giọng cô này nỉ nhỏ nhẹ như đang tỏ ra mình là người chị đảm đang, yêu thương em gái và tháo vát gia đình. Nhưng sự thật không phải thế, nhìn mặt con nhỏ em khinh thường mình mà cô muốn cho nó một trận cho ra hồn, rồi nung ơi, sẽ có một ngày ta lấy lại uy danh của một người chị gái thật sự, lòng cô tự nhủ rằng mình phải trở thành một người chị thật xứng đáng để có thể đường đường chính chính đứng trước con bé khó ưa kia mà ra oai. Không cần. Đợi hai thức làm thức ăn sáng chắc em sẽ trễ học mất, coi nè nãy giờ nói chuyện mà chẳng để ý, trên bàn đang có một dĩa bánh mì bơ sữa vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Thì ra Nung cũng là người biết lo cho chị mình, vậy mà lúc nào cô cũng cảm thấy Nung thích chăm chọc, chê bai và tìm sơ hở để phá cô. Ông bán bánh mì sáng nào cũng đi ngang, cô thầm nghĩ chắc Nung đã mua lúc mình chưa thức, bèn mỉm cười rạng rỡ. Cảm ơn Nung đã lo cho hai, hai hứa chủ nhật tuần sau sẽ thức thật sớm làm mì cho Nung yêu ăn hai đâu cần cảm ơn em cũng chẳng cần hứa lời hứa của hai chỉ là cơn gió thôi chẳng thể tin được không khác nào dội thẳng vào mặt cô một tráo nước lạnh kèm đá cô trơ người nhìn theo dáng nhỏ nhắn của em mình tay đang nâng ly sữa uống hết và xách cặp đi nó thản nhiên bước đi như thế đó để lại phía sau nỗi ấm ức đang lan tỏa khắp nhà bếp lẩm bẩm nguyền rủa vài câu để xua đi cơn giận mà nè mặt hai còn dính đầy bọt kem kìa ở dơ quá tóc đã dài giờ còn rối tung nhìn cũng tự tự mấy bà điên ở xóm trên đó. Nó cười mỉa mai rồi đi không chút luyến tiếc, các sợi dây thần kinh trên đầu cô đang giật lên nghe rõ từng tiếng, con em gái nhà mình lại dám chửi mình như thế, không tức mới là lạ, lần này không kìm nén được rồi, dù cô có là thánh nhân cũng chẳng chịu nổi cái lối nói đâm chọc vào từng ngóc ngách trong khoang bụng của Nung. Ê, vừa phải thôi nghe. Có giỏi thì đứng lại. Nghe tiếng đóng cổng rồi, cô mới đưa mặt vào cái gương gần đó, Ôi thật kinh khủng, bấy giờ cô chợt phát hiện lời nung nói chẳng sai tí nào, nếu đem so sánh với bà điên xóm trên vẫn còn hơn rất xa, cô đưa tay lên quẹt nhanh mấy bọt kem còn lắng động trên cái cầm xinh xắn, dù thế nhưng nhìn cô vẫn tồi tệ yên nguyên chẳng khác gì trước đó, tóc cô rất dài, rất đen, nó óng ánh như những trái bồ kết đen, màu đen không lẫn lộn với bất kỳ màu nào cả, màu đen của tóc mang bao huyền bí về người sở hữu nó. Nên lấy lại nét xinh xắn vốn có của mình cái đã. Cô nghĩ vậy, rồi đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên mái tóc cho gọn gàng. Con nhỏ này, bao giờ cũng chỉ biết bắt nạt mình. Đồ nung xấu xa, xấu xa. Ta ghét ngươi. Vừa nói, cô tiện tay ném luôn ổ bánh mì còn lại trên bàn vào lối rẽ đến phòng khách. ổ bánh mì đáng thương kia bị làm vật trút giận, va vào thanh cửa và rơi bểm xuống sàn nhà. Vừa hối hận trước việc làm quá lố lăng của mình, cô vội vội vàng vàng đi đến định nhặt nó lên. Ai ngờ tay chưa chạm tới thì bữa ăn sáng yêu quý của cô đã bị con bu đắp nhanh vào miệng và biến mất dạng ra sân. Nó còn hí hửng ngoảy đuôi như vui vẻ cảm ơn bữa sáng tốt lành của cô chủ đã ban tặng. Này bu à, cái đó, cái đó không ăn được đâu, có độc đó. Bu. Thiên nghi gần như gầm lên rồi dậm chân phình phịch, nung là em gái cô, đứa em gái duy nhất cô yêu thương bằng tình yêu của trái tim cháy bỏng bao khát vọng hạnh phúc. Năm nay nung học lớp 7, còn cô học lớp 11, vừa bước sang tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu, nhưng hiện tại sức của cô không biết nắm đuôi trâu có dám không húng gì nói đến chuyện bẻ sừng. Nếu bẻ sừng con trâu như cô thì được đấy. Thứ hai, trời thật đẹp, thật trong, những đám mây trắng bồng bềnh theo gió, nó lạc mình phiêu lãng khắp nơi, không bao giờ chịu an phận mà lúc nào cũng thế, sự tinh nghịch luôn ẩn chứa phía sau, còn những tảng mây xanh nhắc luôn khiến bầu trời dường như cao hơn. Sương đêm vẫn động trên lá, Nắng chưa làm nó tan biến Nó vẫn ông ấp bao hoài bão cho đến giây phút tồn tại cuối cùng Trước mắt cô là con đường quen thuộc Con đường dài với những đoạn gồ ghề trong gai May mắn thay Trong 5 km đến trường thì đoạn đường gồ ghề ấy chỉ chiếm khoảng 1 phần 3 Số còn lại đều là đường được tráng nhựa láng trơn Băng qua con đường với một cánh đồng bát ngát, Sông nó không phải là màu xanh của lúa non Cũng chẳng phải màu ngã vàng của lúa chín mộng Mà đây, màu trắng ngây thơ của những cánh hoa bồ công anh mỗi lần được nhìn thấy bồ công anh nhìn ngắm những cánh hoa đang bay nhẹ nhàng không vương chút bụi trần thì cô cảm thấy rất thoải mái có cái gì đó nhẹ nhàng có sự gì đó tinh khiết để rột rửa bao bụi đời hoa bồ công anh cũng bay theo gió nó cũng đang tìm một thứ gì như cô gái ấy lúc nào cũng mong bản thân tìm được ngựa trắng của đời mình nghi thiên tài gì hôm qua ở nhà thế nào mà bữa nay vào mặt mũi bí xị vậy đâu làm gì ngoài việc đọc tiểu thuyết lướt phay, nghe nhạc và vân vân chuyện khác, còn con nhỏ nung thì sáng sớm đã bắt nạt nghi làm nghi muốn lên tăng sông luôn. Nghe tiếng thiên nghi thở dài, thì đối diện cô, một cô nữ sinh với gương mặt rất ư là dễ thương, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn lúc nào mỉm cười cũng để lộ hàm răng trắng muốt, không những thế, mắt cô ấy còn rất to, rất tròn và long lanh hơn cả viên pha lê trắng dịu dàng mà không kém phần mạnh mẽ. Đó là Hải Băng, người bạn thân nhất của Thiên Nghi. Nghe thiên nghi than vãn mà hải băng vẫn tỏ thái độ bình thường, không gì tức giận thay, thậm chí còn cười thản nhiên trên nỗi bực tức của người đang ở trước mình. luôn đáng yêu thật đó, nếu là băng, băng sẽ tìm nhiều cách phá nghi hơn nữa, cho nghi chết luôn, sao băng không binh vực nghi vậy? Bạn bè mà vậy đó hả? Hôm nay không chở băng về luôn giờ. Giọng thiên nghi như đang dọa nạt, hai người họ là thế, lúc nào cũng nói chuyện không bao giờ chịu nhúng nhường, nhưng có lẽ thiên nghi nhường hải băng nhiều hơn, vì tính hải băng rất yếu đuối, hay nói khác hơn hải băng là hóa thân của cô công chúa Bạch Tuyết, bao giờ cũng dịu dàng mỉm cười thật tươi với tất cả mọi người xung quanh, dù họ có làm gì cho cô buồn thì cô cũng lặng lẽ nén trong lòng không để người khác lo. Nghi xấu xí Thiên nghi vừa nghe đã biết tiếng gọi kinh khủng ấy là của ai rồi, ngoài tiểu quỳnh thì chẳng ai xưng hô như thế với thiên nghi, bóng tiểu quỳnh tiến đến gần và tự ý kéo ghế ra ngồi xuống cạnh thiên nghi. Hai con nhỏ này, xuống căng tin không bao giờ rủ người khác đâu, tự ý xuống một mình không, xem mình như không khí sao hả? Vừa nói Tiểu Quỳnh vừa giật lấy ổ bánh mì Thiên Nghi đang cầm trên tay và tống vào miệng thẳng nhiên, hình như không để ý đến sắc mặt Thiên Nghi đang bốc khói lên nghi ngút tận mây xanh. Tại Quỳnh không chịu xuống đây mà, lớp Quỳnh xa muốn chết, trèo lên lầu hai một lần mệt lắm. Hải Băng lên tiếng với giọng nói ngọt ngào trầm ấm, mặt Tiểu Quỳnh thì ngẩn ra vì không thể phủ nhận điều đó leo lên lầu hai một lần rất mệt, nữ sinh bây giờ ai cũng sợ leo cầu thang. Không biết, không cần diện lý do, giận rồi. Từ giận đi, cảm ơn nhiều. Nhớ giận luôn đó, đừng tìm nghi mà hỏi bài, nha. Môi tiểu quỳnh biểu ra trong ngộ nghĩnh, y như con búp bê với hai má lúng đồng tiền. Còn thiên nghi sau khi bị lấy mất bánh mì đành cầm ly chanh đá lên uống, bỗng nhớ ra điều gì, thiên nghi vội vàng bỏ ly nước xuống chuyển hướng sang tiểu quỳnh. Ê, nghe nói có học sinh vừa chuyển vào lớp Quỳnh. Con trai đúng không? Học giỏi không? Đẹp trai không? Ngoan không? Nghe tới đây, hải băng lắc đầu thương cho đứa bạn thân bị mắc bệnh mê trai. Bệnh cũ tái phát, hơi. Suốt đời em tìm ngựa trắng, tìm mãi tìm mãi, rốt cuộc là ngựa đen. Ngựa đen gì mà đen, nghi chỉ yêu mình ngựa trắng thôi nha. Hải băng và tiểu quỳnh nhìn nhau rồi cười, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cũng đủ chọc mặt thiên nghi phải sụ xuống bởi câu thần chú ấy. Từ ngày đầu thiên nghi tìm ngựa trắng thì hải băng luôn đọc câu thần đó, nó không khác một lời nguyền khiến thiên nghi nhiều lúc lo sợ, nhưng rồi áo giác cũng qua, và thiên nghi tin, cô sẽ tìm được ngựa trắng. Đẹp thì đẹp ở đó, giỏi cũng giỏi, không quậy, nhưng là gây, lại một hy vọng vụt tắt, hải băng và thiên nghi ừ hữu nhìn tiểu quỳnh, thời đại này nhiều người thuộc thế giới thứ ba quá, nhiều lúc ra đường, Thiên nghi phải cảm thấy bất ngờ trước những biểu hiện tình cảm của người đồng giới. Cô không phản đối vì cô hiểu đó là tình cảm của họ, không một ai có quyền ngăn cấm tình cảm của người khác. Nên với cô chuyện này dần trở nên bình thường, nghĩ đến mình, cô lại tuổi thân, đã 17 tuổi đầu mà. Chẳng có một mảnh tình nào để nhớ thương như bao người, nung chỉ vừa lớp 7 thôi nhưng con trai cùng lớp cùng trường theo không đến được. Tự nghĩ, tự buồn rồi tự an ủi, thôi mặc kệ, mình là học sinh ngoan ngoãn không như con nít quỷ chỉ lo yêu bỏ học giờ là ra chơi chuyển tiết cuối, thiên nghi ra hành lang đứng một mình, nhìn xung quanh. Gì mà náo nhiệt vậy? Lại nữa sao? Một chàng học sinh đang cầm một bó hoa hồng nhung thật đẹp đứng trước cô gái, chuyện tỏ tình như thế thường xuyên xảy ra lắm, mới đầu vào trường còn lạ lẫm đi xem, còn bây giờ hai tiếng nhàm chán dễ dàng thốt lên, buồn tuổi cho thiên nghi nằm trong hội FA đứng một lát, bầu trời xanh ngoài kia vẫn ngây thơ, vẫn trong xanh và thỏa sức phong tỏa gió mây đang tung hoành bên nó. Thiên nghi bỗng có cảm giác khác thường, cái cảm giác bị theo dõi, hồi hộp đến từng nhịp tim, người ta nói cảm giác con gái là chính xác nhất. Thiên nghi bắt đầu hoang mang nhìn xung quanh nhưng không thấy ai đang nhìn mình cả, họ làm việc họ chẳng thèm đưa mắt nhìn nó cô gái bình thường như cô. Đưa tập ra đây băng cầm cho, vào lấy xe nhanh đi. Hải băng cầm ngay ba lô của thiên nghi và nhanh nhẩu nói với nét mặt tươi như đóa hồng nhung khi nãy, thiên nghi nhìn hải băng bằng cặp mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì hải băng đã tiếp lời. Nhanh lên. Có gian người ta mà nói giọng đó, cho băng đi bộ về luôn bây giờ, tin không hả? Rồi rồi vào lấy xe đi trễ lắm rồi đó, thiên nghi lủi thủi vào nhà gửi xe ở trường, hôm nay ra trễ nên hầu hết các xe đã về hết, chiếc quyên màu trắng của thiên nghi được dựng gọn trong một góc. Nhìn thấy xe mình thiên nghi mỉm cười thật hạnh phúc rồi tưng hững chạy đến. Xe ơi! giữa trưa nắng thế này nếu có người nói thiên nhi bị khùng thì cô cũng không thể nào phủ nhận những hành động khùng điên mất lý trí của mình cô bỏ tập vào rổ xe đá cây chống xe ai ngờ vô tình đụng trúng chiếc xe bên cạnh và một tiếng động vang lên nằm tiêu rồi xe người ta ngã rồi ôi xin lỗi thiên nhi dựng xe mình lại quay sang nhìn chiếc xe màu xanh dương đáng thương nạn nhân sau cú liên hoàn cước của cô rồi nhanh tay lệ chân cúi xuống dựng nó lên để chủ nhân của nó không bắt được kẻ gây chuyện này nhưng muộn rồi bỏ ra đi trước mắt thiên nghi lúc này là người con trai đầy nét cuốn hút của một vị hoàng tử anh nổi bật với nước da trắng tóc hơi ngã màu vàng nhẹ mang ba lô xanh dương đôi giày xanh dương người đó đang trừng mắt nhìn cô gương mặt người con trai ấy ngay lập tức đập vào mắt cô và theo đường dẫn truyền lên não phân tích rồi chưa tới ba giây nó đã vụt xuống tim làm thình thịch thình thịch khiến ai đó quên mất việc cần làm là gì tôi bảo buông xe tôi ra mà à xin lỗi tôi không cố ý chỉ tại cái tôi không muốn biết lý do và cũng chẳng cần biết những gì tôi thấy là bạn dùng chân đá nó còn tại cái gì nữa chàng trai xen vào khi câu nói của thiên nhi chưa dứt anh cầm chiếc xe về phía mình và đang thận trọng xem gương mặt của bị cáo đang chuyển biến ra sao không phải thế đâu nhưng dù thế nào thực tình tôi cũng xin lỗi bạn xin lỗi xe bạn xin lỗi mặt thiên nhi tỏ ra sự hối lỗi thấy rõ Tiếc thay lời cô nói không bằng con mũi đang vo ve bên tai anh. Anh bỏ qua lời thú tội của thiên nghi, mở ba lô ra lấy cái mũ kết màu xanh dương với chữ boy to đùng trên đỉnh đầu rồi đội vào. Là thật tình mới đúng. Một câu đơn giản như thế thôi đã khiến thiên nghi nhà mình phải cứng miệng, anh dắt xe đi. Còn lòng ai kia thì ấm ức vì có người sửa lời mình như thế, biết làm gì hơn giờ. Bộ nghi ăn cơm trưa trong đó luôn sao? vừa thấy Thiên Nghi bước ra hải băng chưa hay biết gì đã phán một câu làm lòng tự trọng của cô bé ngây thơ ấy đang rạn nứt giờ thì vụn vỡ hoàn toàn. Thiên Nghi chẳng còn biết nói gì. Không phải ăn cơm mà ăn lụ đạn. Là lụ đạn tình yêu của ngựa trắng chứ gì? Có ngựa trắng thì dám bỏ nhỏ bạn thân này phơi nắng hả? Vô tình. Không phải ngựa trắng, là con ngựa biển Á. Thiên nghi nhăn nhó, trời đang nắng mà bị tạt một xô nước lạnh cũng không dịu được sự oi bức của buổi trưa, khi ông mặt trời đang từng giờ mỉm cười và muốn kẻ khác đáp lại, hải băng, người bạn thân ấy của thiên nghi cũng là chỗ dựa vững chắc nhất để thiên nghi vững bước trên con đường phía trước. Nhóm ngũ Long công chúa của thiên nghi đã xuất hiện được ba người, một là thiên nghi, thứ hai hải băng, và thứ ba, tiểu quỳnh, ngày hôm sau, thiên nghi và tiểu quỳnh. Hải băng cùng Lam Linh ngồi dưới căn tinh trường. Lam Linh là thành viên thứ tư của nhóm, một cô gái tốt bụng luôn nhiệt tình giúp đỡ lúc bạn bè gặp khó khăn. Mấy ngày nữa tới rồi, mấy bạn dự tính gì không? Lam Linh nhìn mọi người rồi lên tiếng. Dự tính gì bây giờ, có người lo cho nó rồi, tụi mình chỉ là không khí thôi, con người ta chu đáo thế cơ mà. Tiểu Quỳnh tiếp lời Lam Linh, cô khuấy ly nước lên nhìn qua Thiên Nghi đang thơ thẩn không quan tâm gì đến lời nói của mình. Nghi ơi! Bay tới chốn nào rồi, ba hồn chính vía mau tụ lại. Tiểu Quỳnh lấy tay cua mạnh trước mặt Thiên Nghi làm cô giật mình. Gì vậy? Một lát Nghi phải kiểm tra mà giờ này còn rủ rê, muốn Nghi ăn con không mới vừa lòng hả dạ hả? Tưởng chuyện gì, việc học thì bỏ qua một bên đi, tập trung cho lắm rồi đầu hóa bạc, đến lúc đó ngựa trắng sẽ sách dép chạy mất luôn đó. Tiểu Quỳnh là thế, ít khi nào lo cho chuyện học, bởi vậy thành tích học tập của Tiểu Quỳnh là thấp nhất trong nhóm. Thiên Nghi thì mệt mỏi trong khi cả đóng bài chưa học còn bị lôi ra căng tin bạn cho buổi tiệc vào thứ bảy. Hải Băng là người hiểu Thiên Nghi nhất nên không tỏ thái độ ép buộc, ngược lại còn đứng phát dậy kéo tay Thiên Nghi. Đi theo Băng, vào lớp học bài đi. Nếu đạt điểm kém cô Nghi sẽ làm ầm lên đó. Thiên Nghi như được giải thoát, hí hững chạy vụt theo Hải Băng vào lớp học bài. Tiểu Quỳnh và Lam Linh cũng chẳng biết làm gì hơn Thiên Nghi rất chú trọng việc học bởi vì chỉ có nó cô mới thoát khỏi cái cực nhọc của cuộc sống, hoàn thành ước mơ và đưa mình tới những vùng trời hạnh phúc, nơi có tình thân, tình bạn và tình yêu cháy bỏng mộng ước của cô tối về bao thổn thức lại ùa đến trong tâm hồn ai đó. Đang nằm trong cái chăn thật ấm thì thiên nghi lại nhớ về người con trai ấy, người mang. Tràn ngập phong cách màu xanh dương nam tính, nét mặt, lời nói của anh làm thiên nghi cảm thấy bản thân đang có cảm giác khác lạ, cảm giác loạn nhịp của quả tim đang không ngừng lên tiếng tại lòng ngực này, con nhỏ này, chết với mình, Hải băng lặng lội trèo lên lầu 2, phòng học của Tiểu Quỳnh gần cầu thang. Cô hối hả vì phải lấy lại quyển tập đã cho Tiểu Quỳnh mượn. Nếu không có nó là hôm nay cô không thoát khỏi kiếp vào sổ tổ trưởng tội không thuộc bài. Nhưng thật không may mắn tí nào, bởi lẽ giờ này gió hiu hiu tại hành lang, lớp Tiểu Quỳnh không có một bóng người, cửa cũng chẳng khóa, nhìn vào trong im lặng một cách đáng sợ. Hải băng nhẹ nhàng bước lùi lại để ra khỏi đó, miệng lại lẩm bẩm. Đi đâu hết rồi? A, a, a cứ lùi thế nên khi quay qua đột ngột trán của cô đã đụng mạnh vào má một chàng trai, sau khi la lớn để giải tỏa cơn đau, hải băng đặt tay lên trán. Còn người kia, anh cũng chỉ biết ông má mình, bỗng dưng từ đâu trên trời thứ gì mềm mại đập vào mặt thật mạnh, chưa lấy lại hồn vía. Ai vậy? Tôi, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi xin lỗi bạn. Khi đã trấn tĩnh lại, cả hai cùng ngước nhìn nhau, thứ ánh sáng mà người ta gọi là tiếng sét ái tình vừa lên tiếng nó chớp nhanh qua rồi để lại trong mắt đối phương hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình không sao mà bạn là ai vậy giờ này còn núp ló ở đây à tôi đến tìm tiểu quỳnh bạn ấy giữ tập của tôi nên giờ tôi phải lên đây lấy nhưng không biết lớp này đi đâu hết rồi đi thực hành lý hết rồi có gì tôi sẽ tìm lớp trưởng lớp đó nói cho sao lại không mượn tập trong lớp mà phiền đến bạn không cần đừng làm như thế chuyện này nhỏ xíu à nên tôi nghĩ không nên nhờ tới lớp trưởng lớp đó làm gì, phiền lắm. Cô quơ quơ tay trước mặt tỏ ý phản đối kịch liệt, anh nhìn Hải Băng mỉm cười, vẻ ngây thơ ấy khắc sâu vào tim, anh cũng không thể tin thứ gọi là tiếng sét ái tình nhưng bây giờ anh đã tin, anh tin rằng trên thế gian thật sự có thứ đó từ khi anh gặp người con gái này. Sao lại phiền. Nghe Quỳnh nói lớp trưởng mới khó tính lắm, nhiều chuyện nữa, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới, thôi cảm ơn bạn, tôi qua phòng lý cái đã. Anh gật đầu để Hải Băng đi, nhưng trước khi rời khỏi tầm nhìn của anh thì Hải Băng chẳng quên để lại cho anh một nụ cười tự nắng ban mai của cô. Thành viên cuối cùng của nhóm ngũ Long công chúa là Ngọc Diệp, người may mắn và mang nhiều hạnh phúc nhất. Ngọc Diệp xinh đẹp, rất xinh, mái tóc ngã vàng uống nhẹ với mái ngố cực dễ mến. Ngọc Diệp đã làm bao người phải ganh tị bởi vẻ đẹp và cả tài năng cô chiếm hữu. Tối thứ Bảy, đúng 20 giờ, tại một nhà hàng tại khu phố đường 9B, trong căn phòng. Với những ngọn nến lung linh làm sáng lên cả khoảng tối đang ngự trị, tiếng két mở cửa, cánh cửa kính dần mở ra, tiếng bước chân ngày một rõ, một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần jean đen và đôi giày trắng, cả con người ấy bước tới, mang theo làn gió đầy nét phong độ và lịch lãm của người con trai đầy nam tính. Anh ấy là Đại Phong, người hội tụ cả một loạt phẩm chất tốt nhất của một người con trai. Anh bước đến, trên tay là một cái bánh kem được điểm sáng bởi ngọn đèn tuổi 17. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Đại Phong vừa nói vừa mỉm cười, thứ trời ban cho anh là nụ cười cực điển trai, tiếng vỗ tay không ngừng của Thiên Nghi, Hải Băng, Lâm Linh và Tiểu Quỳnh. Con Ngọc Diệp biết làm gì hơn ngoài việc đứng dậy nhận lấy tấm lòng của người con trai sẵn sàng làm tất cả vì cô, miệng nở nụ cười hạnh phúc không ngớt. Cảm ơn anh. Đại Phong vẫn thế, vẻ phong độ không vơi bớt anh chăm chú nhìn Ngọc Diệp đang chấp hai tay cầu nguyện rồi cùng bốn người kia nhìn Ngọc Diệp thổi tắt nến, lại một lần âm thanh phát ra từ những bàn tay nhỏ nhắn. Khi Đại Phong vừa bỏ bánh kem xuống, cùng lúc Lam Linh nhanh tay bật đèn lên. Sau màn trao quà, màn chúc mừng rồi tiếp đến là màn ăn uống, Lam Linh nhìn thấy bạn mình đang đắm mình bên dòng nước ấm của hạnh phúc nên không ngại nói lời ngưỡng mộ pha chút đùa cợt. Nhìn ai đó hạnh phúc mà tôi phải tuổi thân, làm sao mà không ganh tị đây? chắc có anh Phong rồi dịp không định cho tụi này ăn ké nữa chứ. Lại là cặp Lam Linh, Tiểu Quỳnh, hai người làm mặt ngọc dịp đỏ bừng lên, Đại Phong thì cười rất tươi vì anh không nghĩ bản thân sẽ phủ nhận điều gì đó. Ê, dịp có nói sẽ không cho các người mừng sinh nhật đâu. Phải không nghi? Mọi người đưa mắt nhìn thiên nghi, cô không chăm chọc ngọc dịp như mọi người. Cũng chẳng để ý đến ánh mắt của bạn dân thiên hạ đang soi mói mình. Nghi. Nói gì đi, ăn hoài. Trong giây lát, Hải Băng liền lấy tay nắm lấy áo Thiên Nghi. Lúc nào Thiên Nghi cũng thích ăn, nếu mập ra thì ngựa trắng của em sao dám xuất hiện. Đến Đại Phong còn lên tiếng thì sao bị cáo im lặng được bây giờ, Thiên Nghi bỏ muỗng xuống, nhìn mọi người và tỏ ra ấm ức. Mọi người vừa phải thôi, thấy Nghi hiền không nói rồi mặc sức bắt nạt sao. Còn anh nữa, đừng tưởng có dịp bảo kê là chê bai em, đụng đến ngựa trắng của em, nói cho anh biết, em không hiền đâu lời biện hộ cho sự ham ăn của thiên nhi thật kỳ quái, làm ai nấy được một trận cười hả hê. Cứ vui chơi như thế, hết nói chuyện rồi chơi trò quẹt bánh kem đầy mặt, còn bia thì chỉ mình anh Đại Phong và Ngọc Diệp uống, những người còn lại đều uống nước ngọt cho đến tận 8 giờ rưỡi tối, thiên nhi phải chia tay đám bạn, đạp xe một mình về. Cảm giác sợ hãi khi một đứa con gái đi về một mình trong đêm vắng. Ngọc Diệp đã nhờ Đại Phong đưa Thiên Nhi về nhưng Thiên Nhi lại từ chối vì cô biết người cần được đưa về là Ngọc Diệp, Hôm nay Ngọc Diệp uống rất nhiều, say đến gục lên gục xuống, nên người Đại Phong lo nhất là Ngọc Diệp. Con đường ít xe qua lại, tiếng ve sầu kêu mà làm Thiên Nhi tưởng chừng như có một đội binh hùng mạnh đang tiến đến. Có tiếng xe máy đến gần, lần này nó chạy theo sau Thiên Nhi, cứ chậm chậm làm tim cô hốt hoảng lên, một nỗi sợ hãi khiến nó muốn nhảy thoát ra ngoài. Thiên Nhi nắm chặt hai tay mình vào tay cầm, tự nhủ rằng không được, không phải sợ. Tiếng xe ấy không buông tha cho Thiên Nhi. Nó vẫn dai dẳng, lúc ấy cô rất muốn dừng xe nhưng không tài nào có dũng khí ấy, đi tiếp không được, dừng cũng không, như đến gần ngõ cục, con đường trở nên dài hơn rộng hơn, đạp mãi mà vẫn không tìm được nhà. Á! À, cứu tôi. Nghi à, là mình nè, làm gì la lớn dữ vậy? Ai đó lái xe lên song song với Thiên Nghi. Nãy giờ người theo sau Nghi là Quỳnh sao? Thiên Nghi mở to mắt nhìn Tiểu Quỳnh nỗi sợ hãi như tan biến trước gương mặt mạnh mẽ đầy cuốn hút của Tiểu Quỳnh. Ừ, chứ nghi nghĩ ai mà tốt bụng soi đèn cho nghi đi. Người đó không là mình thì là ai? Cảm ơn Quỳnh. Thở phào nhẹ nhõm, may mắn rằng những gì thiên nghi tưởng tượng không hề xảy ra, không phải là sự xuất hiện của một tên yêu trâu xanh biến thái chặn đường như trong phim thiên nghi thường xem. Thật may mắn, tối về, thiên nghi vẫn chưa an phận trèo lên giường ngủ, bật laptop lên, nghi nghi hình như dạo này có ai theo dõi nghi á, linh cảm là thế, băng băng. Hờ gì hờ gì, cái đó là do nghi suy diễn quá thôi, chứ không ai thèm dõi theo nghi đâu, đừng lo. Nghi nghi. Bộ nghi tệ thế sao? Thiên nghi gõ mạnh xuống bàn phím, nghi nghi. Ghét giận luôn, hi chíp phía sau, bàn tay nung vỗ mạnh lên vai thiên nghi, làm cô giật phát mình. Á. À. Á. À. Nghi thiên tài, mau đi ngủ đi nung lẩm bẩm nhắc nhở, nghi nghi. Ốc nghe, sau khi đậy laptop, thiên nghi quay qua nung đang ngồi trên giường. Nghe nói có người tỏ tình với nung hả? Tên đó vừa xấu vừa ngu, em không thích, cốc mà đòi theo chân hạt, thôi hai ngủ đi, em về phòng với mami. Thấy chưa thấy chưa? Con em nhà tôi nó chảnh kinh khủng, nung đôi lúc dễ thương khó tả, đôi lúc thấy ghét khó nói. Thiên nghi lại nhìn vào quyển tập trắng tinh, thở dài não nề. Mối tình đầu của mình bắt đầu từ đâu đây? Trong lúc Hải Băng đang say sưa ngồi bên cây piano đặt tay gãy từng phím nhạc thì chị của Hải Băng vào, Lâm An ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Hải Băng rồi nhìn sang mấy phím đàn. Em không biết mẹ nói gì sao? Sướng ca vô loại. Nhà mình ai cũng quan niệm thế đó. Chị à, ai cũng quan niệm như thế là sai rồi, trừ em ra mà, em không thấy vậy tí nào. Em chắc sau này sẽ trở thành ngôi sao không? hay chỉ định làm mấy ca sĩ, nhạc sĩ quen ngoài phố để bố mẹ không biết đường mà tìm chỗ trốn. Lâm An nhìn Hải băng lộ đầy vẻ khinh thường. Cô em gái vô tích sự này, lại mang mộng tưởng làm ca sĩ, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể, Hải băng ngừng đàn và nghiêm túc quay nhìn chị mình. Em đã nói rất nhiều lần, đây là ước mơ chứ không phải mục đích, hoài bảo như thế chị có thể hiểu sao. Bị mỉa mai vậy nên Lâm An chẳng còn cách nào trêu chọc Hải băng, cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Chị biết em giỏi, thôi, học ba cái vớ vẩn này chị không hứng thú. Nhóm ngũ long công chúa của Thiên Nghi mỗi người một cảnh, Thiên Nghi mất bố mẹ nhưng may mắn được cô Lan và Dượng Nguyên yêu thương như con ruột hải băng sống với bố mẹ và chị gái trong gia đình khá giả, nhưng luôn gánh chịu nỗi buồn tuổi vì sự thiên vị quá đáng của mẹ ruột, cùng nỗi ganh ghét vô cớ của Lâm An, còn Tiểu Quỳnh, mẹ Tiểu Quỳnh là một chuyên viên trang điểm, bố làm trong một công ty mỹ phẩm, Tuy cuộc sống không có chật vật, nhưng ngược lại Tiểu Quỳnh luôn bị gò bó bởi bố mẹ mình. Tiểu Quỳnh không thích sự nhu mì, dịu dàng nữ tính, cô luôn muốn mình được tự do như cánh chim hải âu thỏa mình bay lượn trên mặt biển bao la, trên bầu trời rộng lớn. Lâm Linh không hạnh phúc gì mấy vì phải sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất. Ông trời như muốn lấy của Lâm Linh tất cả khi tình cảm gia đình cô luôn gặp những cuộc cãi vã vô căn cứ từ bố mẹ. Nhưng bù lại Lâm Linh luôn nỗ lực về học tập không để bản thân gục ngã như thế, như đã nói, Ngọc Diệp là người hạnh phúc nhất, tuy cũng là. Trẻ mồ côi nhưng cuộc sống Ngọc Diệp dần thay đổi khi được một người phụ nữ nhận nuôi, bà ấy là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố, vì thế mà từ lúc có tình yêu của người mẹ này, Ngọc Diệp cảm thấy mình như có cả thế giới, gia đình khá giả, Ngọc Diệp lại vô cùng xinh đẹp nên tính tình hơi kiêu kỳ và luôn muốn chứng tỏ, thứ hai, mưa tầm tã, hoa bộ công anh bay không nổi rồi, cũng như thiên nghi mất hết hy vọng về ước mơ tìm ngựa trắng. Tại ghế đá trường trung học phổ thông LB, anh Đại Phong Á vẫn chưa hành động nữa. Băng biết rồi, bộ quỳnh không biết anh ấy đã nỗ lực bao nhiêu để ngọc dịp cho anh ấy cơ hội được bên cạnh nó, nếu bây giờ anh ấy tỏ tình mà bị từ chối thì coi như tiêu. Hải băng nói chuyện với tiểu quỳnh mà mặt luôn cúi gầm xuống quyển vỡ chép nhạc, đánh dấu từng nốt, từng đoạn rõ ràng thiên nghi thở dài, lo cho Đại Phong rồi không biết sẽ ra sao. Người con trai tốt như anh Đại Phong bây giờ có đốt đuốc tìm cũng không ra đâu. Vậy nghi nghĩ trên đời này còn người con trai nào chung tình như thế không? Bỗng dưng Lam Linh quay nhìn Thiên Nghi bằng nét mặt vô cùng nghiêm túc, câu hỏi ấy như đánh thẳng vào tim Thiên Nghi làm cho cô nhói lòng, bao cảm xúc tâm trạng bỗng dưng u về khiến lời nói tiếp theo của Thiên Nghi phải ấp úng chẳng rõ ràng. Ờ thì, có nhưng như nj.chung tình khác với hai người yêu nhau mà. Để làm không khí bớt căng thẳng, Hải Băng liền bỏ ngay quyển chép nhạc xuống, đột ngột ôm lấy Thiên Nghi. Chẳng phải chúng ta là một cặp trời sinh sao? Từ, yêu băng chết được. Thiên Nghi cũng không vừa, sẵn tiện đóng xong vở diễn để không khí xung quanh thoáng hơn, nên Thiên Nghi bám chặt hai tay vào vai Hải Băng, hai người ôm nhau như một cặp tình nhân vậy. Tiểu Quỳnh liền xoa xoa tay vào hai cánh tay nhìn hai người đó rùng mình. Hai người kinh tởm quá, làm da heo da bò nổi lên hết rồi nè. Thôi, tôi về lớp, mấy bạn ở lại đi. Không khí vẫn không chút nào bình lặng lại, thiên nghi, hải băng, Tiểu Quỳnh cùng nhìn theo dáng Lam Linh đang bước từng bước thật chậm không có chút sức lực, thiên nghi và hải băng cũng không đùa nổi nữa, buông tay nhau ra, hải băng thở dài ngao ngán. Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc đến chuyện đó là Linh lại thế, Phen này chắc nhớ quá mà khóc thôi. Tại Nghi không á. Tiểu Quỳnh đưa ánh mắt hàng học nhìn Thiên Nghi. Thiên Nghi biết làm gì khác ngoài lẳng lặng tự lẩm bẩm trong miệng. Gì mà tại Nghi? Nghi có muốn chuyện đó xảy ra đâu. Nghi cũng là nạn nhân chiếu bộ. Gương mặt chứa bao ánh sáng của buổi sớm bình minh đã vụt tắt chỉ vì một câu hỏi. Cho đến giữa giờ, hải băng hậu đậu phát hiện mình quên quyển chép nhạc tại ghế đá khi nảy. Giả vờ xin đi vệ sinh nhưng cô lại hụt mạng chạy đi tìm gió đang thổi nhanh qua tóc hải băng người con gái ấy cúi lên cúi xuống tìm vẫn không thấy vén mớ tóc đang bị gió làm che mất đôi mắt trạng ngời lòng tràn ngập thất vọng ôi công sức hai năm trời mình sưu tầm mình sáng tác coi như xong lòng hải băng nghĩ ngợi đầy lo âu không biết tên nào đáng ghét dám lấy đi công sức đổ bằng mồ hôi và nước mắt của mình tìm cái này đúng không giọng nói rất quen thuộc vừa phát ra ngay sau lưng hải băng theo phản xạ cảm ứng của dây thần kinh thì lập tức cô quay người 180 độ về phía sau. Tôi, cái đó của tôi. Hình như quyển vở đó xuất hiện như một quân bài đáng giá trong tay người kia, Hải Băng rất hối hả, rất lo cho quyển vở chép nhạc kia, cũng vì thế mà lần thứ hai Hải Băng bị mắc lừa. Anh chàng kia ôm quyển chép nhạc vào lòng mình, phán ra một câu hết sức đơn giản. Tôi nhặt được nên nó thuộc nửa quyền sở hữu của tôi. Bạn ơi! Cái đó rất quan trọng với tôi, trả cho tôi đi, coi như tôi xin bạn đó, làm ơn trả tôi đi." Ai nghe giọng nói dịu dàng như một cánh hồng tươi vừa nở của Hải Băng mà chẳng rung động, thật thì anh chàng ấy cũng chẳng muốn mang tiếng ăn cắp vô cớ, chỉ vì tình cờ nhặt được, tình cờ biết chủ nhân và đương nhiên tình cờ lấy nó làm vật trao đổi. "Muốn tôi trả cũng nên có điều kiện gì chứ?" Anh Dương mắt nhìn cô. "Điều kiện gì bạn cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng mà." miễn bạn đồng ý trả nó cho tôi. Hải băng như kẻ chết đuối vớt được phao, cô hớn hở nhìn anh, đôi mắt khẩn khoản, nói cô bạn của thiên nhi không ngốc thì không đúng tí nào, hải băng làm thế chẳng khác đưa mở cho mèo, cuối cùng chàng trai kia cũng chịu nhún nhường, đưa ngay quyển chép nhạc ra. Nè, công tôi giữ gìn cẩn thận, nên băng mua cho tôi cây kẹo đi. Cầm nhanh quyển vở, hải băng bất ngờ trước lời yêu cầu kỳ lạ của chàng trai đó, cô lấy ngón tay trỏ tự chỉ vào mặt mình, mắt ngơ ngác tôi tôi sao không dừng lại anh liền nói tiếp thực hiện kế hoạch đầu đời của mình mai tôi xuống lớp băng lấy nhớ mua đó nhưng đừng mua dâu tôi ghét mùi vị đó anh mỉm cười rạng rỡ vì biết mình liên tiếp dán cho người đối diện hai đòn chí mạng vui vẻ bước lên cầu thang hải băng vẫn chưa hiểu chưa hình dung ra chuyện gì vừa xảy ra mình mua sao như thế có kỳ lạ quá không tự nhiên mua đồ cho trai à không phải thế đâu, bằng không cần trả ơn tôi sao, hiểu theo nghĩa chính thôi, Phương Hải Băng. Lại ra đòn cuối cùng, lần này anh đi thật, Hải Băng bơ người ngu ngơ đang tò mò lý do sao người đó lại biết tên lẫn họ mình. Nhưng trước hết phải chạy về lớp ngay, nếu không giáo viên hỏi thì ăn nói thế nào khi ở trong nhà vệ sinh gần 15 phút ra về, làm Linh đạp xe song song với Thiên Nhi, im lặng rất lâu, Thiên Nhi không thể lên tiếng, làm Linh thì im lặng mặt buồn bã. Hôm nay Lam Linh chủ động về cùng Thiên Nghi làm cô vô cùng bất ngờ, bởi nhà của hai người thuộc hai hướng trái ngược nhau. Đoạn đường dài đăng đẳng kia trở nên ngắn hơn, sắp đến nhà Thiên Nghi rồi, bỗng Lam Linh dừng xe đột ngột, nên Thiên Nghi cũng dừng theo. Sao vậy Linh? Tôi có chuyện muốn hỏi. Hỏi đi, Nghi nghe nè. Ánh mắt Lam Linh không có một tia sáng nào lọt qua, mọi thứ như mù mịt tăm tối, nó sâu thăm thẳm không có chỗ để dừng thật là nghi không có gì hết có là sao mà có gì mới được thiên nghi nhìn lam linh vẫn đang ở trạng thái buồn tẻ còn lam linh nhìn cô với ánh mắt không chút cảm xúc chẳng vui cũng chẳng buồn như một người xa lạ ý tôi nói chuyện của cậu ấy nghi không thích cậu ấy chút nào đúng không tất nhiên rồi nghi đã nói với linh bao nhiêu lần rồi mà hai từ cậu ấy luôn làm lam linh cảm thấy đau nhói chẳng dám gọi tên cũng không dám nhớ đến cậu ấy, sợ rằng mối tình đau khổ này sẽ khiến Lâm Linh không thể nào thoát ra được. vậy bây giờ tôi phải làm sao? thì tiến sát mục tiêu và tấn công chứ sao? con trai mà trái tim đâu phải sỏi đá, Linh cứ đeo theo, quan tâm, trước sau gì đá cũng hóa cát thôi à? Thiên Nhi hớn hở khuyên nhỏ bạn, theo kinh nghiệm học được từ những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Thiên Nhi luôn tưởng tượng phong phú như thế. vậy còn Nhi? nghi không làm gì khác ngoài tìm ngựa trắng hả? Lỡ người đó không chịu xuất hiện thì thế nào? Thiên nghi nhìn phía xa xăm, nơi những cánh hoa bồ công anh đang vương mình bay, dường như nó muốn nghỉ ngơi, nhưng có một động lực nào đó khiến nó không thể dừng lại, muốn tìm bến dừng. Nghi sẽ chờ, sẽ yêu. Nghi tin rồi đây hoa bồ công anh sẽ tìm được bến dừng bình yên, giống như Nghi sẽ tìm được ngựa trắng và bắt đầu mối tình của Nghi. Ánh mắt thiên nghi phát lên bao niềm tin, hy vọng, niềm tin cho bến dừng của hoa bồ công anh, chiều học trái buổi, gió ngược, xe đạp nặng hơn, cực hơn, sắp trễ giờ nên nghi phải đạp mau lên, vì là nghi thiên tài mà, đạp như bay, tiểu quỳnh vừa vào lớp ngồi xuống bàn mình đã quát lớn. Quốc bảo Từ phía bảng, người con trai đang đeo tai phôn đen vội vàng quay xuống, đôi mắt quốc bảo rất đẹp. Nó có nét gì đó giản dị nhưng lại mang theo bao yêu thương dành cho ai đó. Quỳnh gọi tôi sao? Từ lớp này có một bảo à không gọi bạn không lẽ mình gọi ma mà cái này của ai vậy tiểu quỳnh chỉ ngay chai trà xanh trên bàn tiểu quỳnh nhìn thẳng vào mắt quốc bảo đem ra khỏi đây là của tôi mua cho quỳnh đó không cần bộ mình nghèo đến nỗi không có tiền mua nước sao làm ơn đem ra chỗ khác dùng đi quốc bảo liền bước xuống lấy chai trà xanh đặt qua bàn mình ngồi xuống ghế mỉm cười thật tươi giận tôi sao tiểu quỳnh lấy tập ra bày đầy bạn nhìn quốc bảo bằng ánh mắt tinh nghịch ngày nào ánh mắt ấy khiến trái tim quốc bảo bao lần thổn thức không phải nhưng sau này đừng đem nước để chỗ mình mắt công tên khó ưa đó lại kiếm chuyện tên khó ưa là biệt danh của tiểu quỳnh đặt cho bạn lớp trưởng mới đáng thương đứng tại cầu thang chờ lượt vào phòng kiểm tra tinh học lấy tờ giấy ra ngâm thử bài thơ trình độ làm văn của thiên nghi rất tốt nhưng còn thơ thì dở tệ mà người ta nói thiên tài phải giỏi toàn diện nên Thiên Nhi phải cố tập luyện trình độ làm thơ. Đang có chút cảm hứng, thần gió thì không biết kiên nể ai, vụt một cái vù, tờ giấy thơ nhảm ấy bay xuống cầu thang. Làm Thiên Nhi nhà mình phải hối hả chạy xuống, nếu để ai đọc chắc họ cười lộn ruột ra quá, đã đến dưới cầu thang. Hình ảnh đập vào mắt Thiên Nhi là người con trai ấy tay đang cầm tờ giấy nháp thơ của Thiên Nhi. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn Thiên Nhi, tay nâng cao tờ giấy quê trước cô cái này của bạn làm hả? Sao nó? Nó sao là sao? Nói tới đây anh ngập ngừng, mắt không ngừng đưa nhìn vào tờ giấy rồi nhìn vào mặt thiên nghi đang đứng trước mình. Đây là định mệnh hay oan trái mà hai người lại gặp nhau? Trả tôi. Bạn làm thơ như thế hả? Anh trả tờ giấy cho thiên nghi, cô vội vàng lấy lại chiến lợi phẩm trong giây phút vu vơ của mình. Cái, cái này, là do cảm hứng trong lúc chờ đợi thôi, thường ngày không thế đâu thường ngày thơ cô làm không phải dở như thế, mà dở hơn cả thế, lòng thiên nghi thầm nghĩ con ngựa xanh này đang định chê bai cô đây, không thể tỏ ra vẻ hiền từ để cậu ấy bắt nạt. Ai ngờ anh chàng kia lại cất giọng. Hoa kia xanh thắm một màu mưa, cỏ kia héo tàn hai màu nắng. Nếu vần thơ như thế thì tiếp đến sẽ thế nào nữa? Tự dưng ban ra hai câu thơ như thế, thiên nghi đang rối bời tâm trạng không biết phải trả lời sao nữa, hay là không trả lời, nhưng nếu thế thì quá vô duyên, thôi cứ liều. Tim, tôi say đắm bởi mùa mưa, mắt tôi, tôi, lệ tràn bởi mùa nắng. Thiên Nhi nói xong, sau đôi lát nhìn anh bạn đứng đối diện mình thì cô mối thấm thía cảm giác lo lắng, thấy bực mình trước thái độ thờ ơ của ai đó. Thiên Nhi muốn nói thẳng ra, tại sao lại mỉa mai mình, chỉ vì mình chưa chuẩn bị, đột ngột như thế dù đây có là nghi thiên tại thì ứng phó cũng không kịp, huống hồ cô rất ghét thơ. Bộ có vấn đề gì sao? Không. Chỉ vì thấy thơ bạn làm nó lãng quá à, mà bạn khác người thật đó, trời mưa vui, trời nắng khóc sao? Nét mặt như đang nén cười của anh làm Thiên Nghi tức điên lên, nhưng chẳng thể nào đáp lại cơn tức này vì ngay cả bản thân cô cũng thấy thơ mình làm vô cùng nhảm, không mạch lạc, không bố cục, tất cả mọi thứ rối bù. Tại vì vì. Vì gặp bạn nên tôi bối rối, nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ không nói ra. À quên nhắc bạn nữa. Giờ này có lẽ top Sau đang vào phòng kiểm tra rồi, còn có thể ở đây tại với bị sao? Kiểm tra. Quên mất rồi. Hốt hoảng chạy lên cầu thang, lần này Tiêu Thiên Nghi thật rồi, cái tội lo tám chuyện phụ bỏ chuyện chính, còn Ngọc Diệp bao giờ cũng hạnh phúc, cũng mỉm cười, không bao giờ phải bận tâm vì chuyện gì, cả chuyện Đại Phong yêu thương mình, cô cũng xem như chuyện bình thường, dù cả thế giới đều khuyên Ngọc Diệp nên giữ chặt anh thì cô cũng chẳng lo đến. Ngọc Diệp mai anh qua đón em vào ngủ sớm đi nhớ đắp chăn kín vào trời đang rất lạnh ừm em biết mà anh về cẩn thận ngọc diệp thấy nụ cười của đại phong nên cũng an tâm bước đi không thèm nhắn nhủ gì đến anh đại phong thừa hiểu tính cách ấy của người mình yêu nên cố làm liều thôi nắm chặt tay ngọc diệp và ông ngay cô ấy vào lòng anh đang rất lạnh ngọc diệp không bất ngờ gì mấy trước hành động đột ngột này chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và lấy tay ông ngang lưng đại phong như một lời đáp trả anh về nhà sớm rồi lên giường ủ ấm lại thì sẽ hết lạnh à nghe ngọc diệp nói thế đại phong cũng không biết làm gì hơn ngoài việc buông cô ra thôi vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà anh cảm nhận thấy thế là đủ hạnh phúc vào nhà đi em anh sẽ về khi thấy em bước vào an toàn tình yêu của đại phong không rõ nguyên nhân nhưng ai cũng có thể đoán trước kết quả kết quả của việc yêu bằng cả trái tim chiếc Yamaha R1 màu xám vụt theo gió nhanh như một con ngựa sắt, biến mất khỏi khu chung cư, biến mất theo làng sương đêm tĩnh mịch thiên nghi tối về lại lên Facebook nhắn tin với Hải Băng, tâm trạng đang vô cùng bực bội, sẵn đây có người không chán khi nghe mình than vãn nên cô tận dụng trút hết nỗi ấm ức ra thôi, băng băng. Sao rồi? Kiểm tra tốt không, nghi nghi? Tất nhiên là cực tốt, nhưng có 6 điểm à, hu hu, băng băng. Ủa sao vậy, Nhi nghi nghi? vào trễ 4 phút trừ 4 điểm, mai mà là kiểm tra 15 phút, nếu không là tiêu. Thực chất thì điểm cũng nghi tốt lắm á, không phải thế đâu, băng băng. Là thật chất chứ không phải thực chất, nói sai hoài, hi hi. Dinh yên, yên nghi. Quay. Thực với thật có gì khác đâu. T, vừa nhắn được chữ T thì bỗng tối thui, mọi thứ đen như mực, cũng may, còn ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào. Chuyện gì vậy? cô nhìn xung quanh vẻ hoảng loạn, chúa sợ ma như thiên nghi làm sao có thể bình tĩnh được trong tình huống này, chưa kịp định thần thì cô Lan bước lên. Nghi à, cúp điện rồi, lên giường ngủ đi con. Dạ. Thiên nghi ngoan ngoãn trả lời, cô Lan tay cầm đèn điện mini, thiên nghi vội vàng leo lên giường đắp chăn lại như một con cúng ngoan, cô Lan mỉm cười nhìn cháu gái, sửa chăn ngay ngắn và đặt đèn ngay đầu giường. Bạn thiên nghi của chúng ta ngủ là phải có tia sáng, không được thiếu ánh sáng ngủ đi con thiên nhi nhắm mắt lại nghe tiếng bước chân cô đi xuống gác cô vẫn cứ nhắm chặt mắt cảm ơn cô cảm ơn cô đã yêu thương lo lắng đứa cháu gái này như con ruột sau khi định thần thiên nhi lại nhớ đến người con trai đó mở to mắt ra nhìn lên trần nhà cậu ấy làm thơ đỉnh thật mình nên sửa hai câu cuối thế nào đây nhưng cậu ấy học lớp mấy tên gì sao không chịu nhìn phù hiệu mày ngu quá nghi ơi hôm sau trời mưa lắc rắc, đường vẫn dài như thế, xe đạp vẫn nặng như bao ngày, nhưng trong lòng thiên nghi lại xuất hiện vô vàng cảm giác khác lạ, trong mắt cô giờ đây, nếu trời có mưa thì hoa bồ công anh vẫn bay như thường, dù hiện thực nó đã không xuất hiện được trước mắt cô. Có lẽ lý do đơn giản là vì thiên nghi nghĩ, ngựa trắng đời cô xuất hiện rồi, trường trung học phổ thông LB. Hơi trời ơi! Hôm qua lo luyện võ mà chưa chép bài một chữ, chưa học bài một câu, tiêu rồi, đừng lo tôi sẽ chỉ bài bạn. Này, mình không chỉ bạn thì thôi mắc mới gì bạn phải chỉ mình. Tiểu Quỳnh không thèm quan tâm tới quốc bảo nữa, cô chỉ cúi đầu vào quyển vở mà đáp cho qua. Hả? Quốc bảo ngơ ngác nhìn Tiểu Quỳnh, một chân lý hết sức ngược đời của Tiểu Quỳnh đã làm anh phải đắn đo suy tư vài phút mới đưa ra được kết luận ở hành lang lớp 11 D2A. Dạ dạ, tôi biết rồi chị, ngày mai tôi sẽ đưa mà, ủa sao cần gấp dữ vậy? Hải băng cười tươi nhìn Lam Linh đang loay hoay. Tại dịp nói tối mai sao Kim Ngưu sẽ tỏa sáng, chỉ cần đem một cái túi thơm có tóc của băng, ngày tháng năm sinh đem đi đốt rồi cầu nguyện thì ước mơ sẽ hoàn thành. Đừng chấp nhất, tuổi trẻ mà, ai cũng như thế thôi, hải băng chấp hai tay vào nhau đưa lên trước mặt cười không ngớt, hạnh phúc quá khi một tia hy vọng đã có. Vì vậy băng, nghe con Diệp có ngày bán thân luôn đó, công sức tôi mây cái túi để băng đốt đơn giản thế hả? Hả? Tiếng thét kinh hoàng của Lâm Linh khiến mọi người chú ý, hải băng chỉ còn biết suýt xoa nhỏ bạn, mong rằng không để nó giận. Trời ơi! Tin còn hơn không? Nhưng cái đó... Nghe băng nói cái đã, chuyện đó là thật mà. Còn chuyện... Đã nói Linh nghe băng nói cái đi, xen vào hoài sao người ta nói. Lâm Linh chỉ thẳng tay về sau lưng hải băng, mặt không thay đổi tôi có nói gì đâu là người sau lưng băng nói kìa ai vậy vừa nói hải băng vừa quay qua là chàng trai đã nhặt dùng hải băng quyển chép nhạc cậy ấy đang nở nụ cười đường cong trên đôi môi ấy khiến con gái ai nhìn vào đều phải thổn thức con tim là tôi bạn nhìn thấy mình làm hải băng ngạc nhiên đến không thốt nổi câu gì anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mới không nói chuyện có một ngày mà quên tôi mau vậy hả? Tôi không có chút ấn tượng gì với băng sao? Hải băng vẫn đơn người ra, miệng há thành chữ O, chẳng biết chàng trai này là ai mà hết lần này đến lần khác xuất hiện một cách đột ngột như thế, làm Linh thấy bạn mình chưa thể kéo hồn vía về đúng chỗ nên ra tay. Băng, người ta hỏi kìa, sao không phản ứng gì hết vậy? À, kẹo. Cuối cùng hải băng cũng nhớ ra mình còn nợ cậu ấy một cây kẹo, chạy vội vào lớp lấy trong tập ra một cây kẹo mút đưa cho cậu ấy. Của bạn. Anh chàng nhìn cây kẹo nằm võn vẹn trên tay mình, có chút hụt hẫng, chắc thứ anh muốn không phải kẹo. Ừ, không ngờ bạn trả tôi kẹo thật. Tôi nợ người ta nên nhớ rõ lắm, dù sao cũng cảm ơn bạn. Nói xong hải băng quay qua Lam Linh. Nhớ làm cho băng trước chiều mai.nh ở đó không để ý đến nét mặt anh chàng bị mình xem như là không khí đang có biểu hiện thế nào, hải băng thản nhiên vào lớp, lát sau ở căng tin, làm Linh nhìn hải băng với nhiều ngụ ý. Tôi không có chút ấn tượng gì với băng sao. Làm Linh cố ý nhấn mạnh chữ tôi và chữ băng, làm cho hải băng thẹn thùng mặt đỏ bừng lên. Thôi nha, băng không dẫn đâu. Gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên nghi vẫn nhanh nhậu tiếp chuyện, tính tò mò của cô nàng không bao giờ bỏ được, nhất là chuyện của Hải Băng. Thì có một anh chàng cực kỳ phong độ có tình ý với Hải Băng nhà ta chứ gì nữa. Lam Linh cười tủm tỉm rồi hướng mắt về phía Hải Băng đang cố cắm đầu vào ly nước vẻ không quan tâm. Băng. Hẹn hò mà không cho Nghi biết gì hết vậy. Mắt Thiên Nghi sáng rực lên, Tiểu Quỳnh cũng không chịu im lặng nữa, cuộc bàn tán về anh chàng kia bắt đầu xôn xao. Là thằng nào vậy? hải băng vẫn im lặng chưa chịu công khai bất cứ chuyện gì để mọi chuyện cho lam linh tiếp tục bi diễn băng còn đem kẹo tặng cho người ta làm vật đính ước trời linh nói gì vậy đâu có vật đính ước gì chứ là kẹo thôi mà thiên nghi bắt đầu máu sôi sùng sục cả vật đính ước cũng đưa rồi mà hải băng vẫn giấu mình tức chết đi được hải băng định giấu nghi thế sao nói nhanh là ai không phải tặng mà là trả, vì băng có nợ bạn đó cây kẹo nên trả thôi, mọi chuyện đơn giản hết sức mà mọi người làm phức tạp không à. Nhưng đôi khi chính cái đơn giản kia mới là cái phức tạp nhất, chiều tối trời âm u, mây đen che kín bầu trời, mấy hôm nay mưa liên tục, tối cũng chẳng có ngôi sao nào để ngắm, thiên nghi ngồi trên bàn thơ thẩn, cua vội bàn phím chẳng biết làm gì nên đóng lại, hình ảnh người con trai ấy lại u về, nét mặt như khiêu khích, giọng nói trầm lặng và cuối cùng là ánh mắt cuốn hút, hoàn toàn có dư khả năng đánh đổ bao cô gái, và tất nhiên, trong đó có cả thiên nghi. Tiểu Quỳnh đến nhà Lam Linh ai ngờ. Trời mưa nên phải ngủ lại đó, nhìn con bạn mình cứ ăn uống không vơi, Tiểu Quỳnh vội ngăn. Trời ơi! Ăn gì mà ăn hoài vậy hả? Đừng có ăn nữa. Chỗ người ta ăn mà phá hoài, biết trời đánh tránh bữa ăn không? Lam Linh bỏ tô cơm xuống bàn, nhìn Tiểu Quỳnh đang ngắm nghía mình, cô lấy tay sờ khắp mặt mặt tôi dính gì sao linh nhìn đi sắp mập ra rồi đó đừng ăn nữa lại có chuyện buồn hả tại tôi buồn vậy thôi tiểu quỳnh lắc đầu như không hài lòng cho lắm chẳng biết khuyên thế nào nó mới nghe im lặng lâu tiểu quỳnh ngập ngừng như muốn nói điều gì đó linh linh vẫn còn là chuyện của đăng khôi đó lặng nhìn lam linh tiểu quỳnh chờ câu trả lời tuy không dám hỏi nhưng lần này đành liều một phen, chứ cứ kéo dài hoài không tốt tí nào cho cả ba người. 9 năm rồi. Mối tình đơn phương của tôi kéo dài suốt 9 năm, nụ cười, nước mắt gì cũng có, Quỳnh à, chắc tôi ngu lắm đúng không? Ánh mắt Lam Linh đã mọng nước, nhưng dòng lệ nghẹn ngào trên khóe mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ánh mắt buồn bã, tuyệt vọng làm người mạnh mẽ như Tiểu Quỳnh cũng cảm thấy đau xót. Tiểu Quỳnh nắm lấy tay bạn, nói lên lời an ủi thật lòng tìm một người khác mà yêu thương đi với thiên nhi thì lam linh là người rất trọng tình cảm đôi khi tính tình đó làm thiên nhi phải ngưỡng mộ không nói nên lời lam linh vừa tốt bụng thật thà thẳng thắn và hơn hết luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác khi họ cần điều đặc biệt nhất ở lam linh một con người vô cùng chung tình thiên nhi cho rằng lam linh là người chung tình số một trên thế gian mà cô từng biết nhưng cô nào biết khi yêu con gái luôn như thế và sau này cô cũng nằm trong số đó, ngày hôm sau, sinh nhật Đại Phong, anh ấy mời mọi người đến tham dự trong một nhà hàng kiểu Tây thật sang trọng, nhóm Ngũ Long công chúa được ngồi cùng bàn. Vì đã quen biết được gần 2 năm, nên Đại Phong hiểu quá rõ tính tình của nhóm, không ai ăn mặc kiêu sa, hoa lệ, ai cũng bình thường như đi một buổi tiệc nào đó. Chỉ có Ngọc Diệp luôn luôn ở tư thế sẵn sàng xuất hiện trước công chúng, váy ngắn ngang gối, giày cao gót màu đỏ sang trọng. Trước hết, cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này. Đại Phong vừa dứt lời tiếng vỗ tay ầm ầm như sóng dậy, anh ngừng đôi lát rồi nói tiếp. Thật ra, ngoài buổi tiệc mừng sinh nhật, tôi còn muốn nhân cơ hội này thực hiện một ước nguyện mình mong ước từ rất lâu. Sự tò mò công chúng bắt đầu vào hội gây cấn, tiếng xì xào to nhỏ bàn tán, ngay cả bàn của thiên nghi cũng không im lặng. Thấy chưa, thấy chưa, chiến lược bắt đầu. Tiểu Quỳnh nhanh chóng làm Ngọc Diệp chú ý. Nhưng không ai biết Ngọc Diệp không lo lắng hồi hộp tí nào cả. Chẳng có chút biểu hiện của sự phập phòng vui mừng của người sắp được bày tỏ. Đại Phong bỏ mi rô xuống, bước đến bên Ngọc Diệp. Anh cầm một bó hoa hồng màu hồng phấn được bó cẩn thận từ trên bàn rồi bước đến trước người con gái ấy. Làm bạn gái anh được không? Anh đang nghiêm túc sao? Ngọc Diệp ngước mặt nhìn Đại Phong. Cô hỏi vẻ bình nhiên, giọng không cảm xúc. Con nhỏ này anh Phong làm thế trước bàn dân thiên hạ mà còn giả được hả? Hải băng thấy bạn mình buông ra câu nói quá vô duyên, nên nhanh chóng giúp Đại Phong đánh nhanh rút gọn, thiên nhi cũng không thể ngồi yên bên cạnh bạn, đẩy Ngọc Diệp đứng dậy. Nhanh đi Diệp, anh Phong mỏi tay lắm rồi đó. Ngọc Diệp, anh yêu em, chúng ta hẹn hò đi. Dư luận đang xôn xao bỗng vì thế mà thét lên, có người còn huyết sáo, người thì hô hào đại khái bảo Ngọc Diệp phải đồng ý. Anh chắc là anh yêu em không vậy?" Ngọc Diệp vẫn bình thản buông ra câu hỏi vô nghĩa đó, Thiên Nghi và tất cả ba người còn lại trong nhóm đều có thể khẳng định tình cảm Đại Phong dành cho bạn mình là thật lòng, chỉ có Ngọc Diệp vẫn nghi ngờ điều gì đó. Anh tin mình yêu em và mang cho em hạnh phúc. Đại Phong cười rất tươi, nụ cười đầy tự tin dõi mắt theo Ngọc Diệp. "Ừm." Ngọc Diệp. Anh gọi tên cô thật nhẹ nhàng tự như chờ câu trả lời ấy từ rất lâu rồi, sau tiếng, ừm, đó, tiếng vỗ tay lại lần nữa làm khuấy động không gian, thiên nghi mỉm cười nhìn hai người, tin chắc hải băng, tiểu quỳnh và lam linh cũng rất vui khi thấy ngọc diệp tìm được tình yêu thật sự, đợi người đối diện vừa nhận bó hoa, đại phong liền ông ngay cô ấy vào lòng, ngọc diệp cũng lấy tay mình choàng ngang lưng đại phong như thường lệ. Ánh mắt triều mến yêu thương không tồn tại ở người con gái đó, thiên nghi nhận thấy trong mắt bạn mình vốn không có sự tồn tại của hai từ hạnh phúc như trong ánh mắt Đại Phong đang hiện hữu, Đại Phong hơn Ngọc Diệp một tuổi, năm Ngọc Diệp vừa vào trường The Phất thì Đại Phong học lớp 11, Ngọc Diệp xinh như hoa hồng, ngay lần đầu thấy Ngọc Diệp, Đại Phong đã sao xuyến lòng, anh chủ động theo đuổi Ngọc Diệp, nhưng không có biểu hiện gì khác ngoài quan tâm. Chuyện này dường như cả thế giới đều biết, chỉ có người trong cuộc là vô tâm, dù có thể cảm nhận được nhưng cô vẫn xem tình cảm của anh như bao người con trai khác. Vài hôm sau, mỗi lần đến trường ánh mắt thiên nghi luôn dò tìm một người. Tại sao cậu ấy lại biến mất như thế? Hôm nay Tiểu Quỳnh không đi xe nên Thiên Nghi phải chở Tiểu Thư đanh đá ấy về, lớp cô lại vắng tiếc nên đành ra sân thể dục đợi Tiểu Quỳnh. Tay cầm quyển tiểu thuyết dày cộng với tên Đi tìm Hoàng tử, Thiên Nghi thích cái tên này, nếu có viết tiểu thuyết, cô cũng định đặt cho nó cái tên tương tự như thế, đi tìm ngựa trắng, thiên nhiên ngồi xuống ghế đá, nhìn xung quanh sân thể dục. Lớp của Tiểu Quỳnh đâu mất rồi? Đôi mắt đang dạo quanh khắp nơi bỗng dừng lại qua một dáng người ai đó, tim thiên nhi đập liên hồi, tay chân lạnh cứng đi, cô như bị đóng băng hoàn toàn. Là cậu ấy. Cô muốn thét thật to, nhưng lý trí bảo phải chỉnh lại đúng âm lượng của mình, người con trai đó trông thấy cô nhìn mình đăm đăm, anh liền bước đến trước thiên nghi mỉm cười và nói. Suy nghĩ ra hai câu thơ cuối chưa? Tôi. Tôi. Tôi lo nghĩ đến bạn không thì làm gì nhớ thơ văn gì nữa, lúc ấy, không biết tại sao cô không cất lên nổi câu trả lời, chỉ biết im lặng nhìn thẳng vào mắt người đang đối diện mình. Bạn ở đây làm gì vậy? Tôi đợi bạn. Cô đứng phát dậy và trả lời theo phản ứng, ôi trời thiên nghi nhà mình thật hết thuốc chữa, nói chuyện cũng phải lựa lời chứ, đâu phải thích nói là nói mà không quan tâm đến câu nói của mình nói ra làm người khác bất ngờ đến thế nào. Đợi tôi. Anh nhướng mày vẻ tò mò. À, không, không phải, ý tôi nói là tôi chờ nhỏ bạn. Bạn hiểu không vậy? Thiên nghi cố giải thích thật rõ ràng để ai đó đừng hiểu lầm mình, cô thật sự sợ, không biết vì sao lại sợ hãi khi phải nói chuyện với anh, bỗng dưng tiểu quỳnh từ đâu chạy lại, đi ngang cậu con trai ấy mà nhìn chỉ bằng nửa con mắt, rồi quay sang nhìn thiên nhi thiên nhi có sao không tên này bắt nạt nhi đúng không không cần nghe thiên nhi trả lời tiểu quỳnh đã lườm người con trai đó này đừng thấy thiên nhi của tôi hiền mà bạn dám bắt nạt nha tôi không để yên đâu chưa ai phản ứng chưa ai trả lời thì lập tức tiểu quỳnh song song tặng cho anh bạn đó bằng con mắt hình viên đạn tôi không làm gì cả trả lời ngắn gọn xong anh chàng vô tội tự dưng bị vu oan, nhúng vai rồi bình thản đi ra sân. Ở đây, Thiên Nghi vẫn dõi mắt theo bóng cao gầy đầy cuốn hút của anh chàng ấy. Bạn đó học cùng lớp với Quỳnh sao? Ừ, hắn ta tên Nhật Hoàng, là lớp trưởng mới đó. Sao? Quỳnh nói lớp trưởng lớp Quỳnh bị gây mà. Phản ứng đầu tiên của Thiên Nghi là thế, rõ ràng Tiểu Quỳnh hết lần này đến lần khác mỉa mai lớp trưởng mới, bảo anh ta là gây, là tên biến thái số một thế gian, Nhật Hoàng, chàng trai chẳng có gì thua kém đại phong vậy mà sao có thể là gay? Câu hỏi đặt ngay vào đầu thiên nghi, Tiểu Quỳnh ghét Nhật Hoàng vì Nhật Hoàng giỏi hơn Tiểu Quỳnh, đơn giản là thế. Thì tại cậu ta có làn da trắng mịn, điệu đà, học giỏi mấy môn xã hội, vân vân, vậy không là gay thì là gì? Tiểu Quỳnh vẫn vô cùng bình thản đưa ra cả đống lý do vô lý đó khiến Thiên Nghi tức đến muốn nhào đến cho nhỏ bạn một trận. Bó tay với Quỳnh rồi. Thiên Nhi thở dài não nề, cô biết rõ tính Tiểu Quỳnh, quá ư là kỳ thị với bọn con trai, nên biểu hiện như thế quá đổi bình thường. Với Tiểu Quỳnh, mấy tên trai đẹp toàn là những tay sở khanh lừa tình, tốt nhất là tránh xa và đặc biệt là ghét cây ghét đắng thì tốt hơn. Ngọc Diệp đi sinh nhật bạn cùng lớp đến tận khuya, bà Lưu, mẹ cô vẫn thao thức đợi con, vừa nghe tiếng taxi dừng trước cổng, bà đã đi vội ra xem đó có phải con mình không. Ngọc Diệp rất hiếu thảo, rất yêu thương người mẹ này, nhưng tuổi trẻ là thế, mãi mê tìm những thứ xa xôi và bỏ quên những niềm hạnh phúc giản đơn bên cạnh. Sao lại đợi con, như thế không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu." Ngọc Diệp đỡ bà Lưu ngồi xuống sofa rồi nhỏ giọng. "Con là con gái mà, đừng đi khuyên như thế." Nhìn bà Lưu lo lắng như thế, Ngọc Diệp ôm chầm lấy bà. "Con lớn rồi mẹ yêu à, mẹ đừng lo cho con nữa." mẹ thức khuya làm con cảm thấy mình bất hiếu quá, nếu mà mẹ bệnh thì con làm sao đây? Bà Lưu cười triều mến nhìn con gái, thật sự nó lớn rồi, nó xinh đẹp và đầy nét nữ tính, nhưng bà vẫn muốn mình yêu thương con gái như khi nó còn nhỏ, vì với mẹ bao giờ con cái cũng là những sinh linh nhỏ nhoi mềm yếu cần sự che chở. Khi nãy Đại Phong có đến tìm con, chắc nó lo. Trước khi đi ngủ con nhớ gọi điện cho Đại Phong nói một tiếng. Dạ con biết rồi ạ, à, mẹ yêu bảo mà, con muốn tối nay qua ngủ với mẹ được không? Bà lưu vuốt nhẹ tóc con gái, mái tóc mềm mực ống ả, Ngọc Diệp xà đầu vào lòng mẹ như bé gái vừa lên bẫy. Bà thật sự rất hạnh phúc khi đứa con gái bé bỏng này dù biết chuyện nó cùng bà không cùng máu mũ mà vẫn yêu thương và ở bên bầu bạn cùng bà. Con gái lớn mà còn làm đúng với mẹ sao? Thứ hai tuần sau, vẫn như thường lệ thiên nghi đến trường, ngồi vào bàn và đẩy cây kẹo mút qua bên bàn bên kia. Từ ngày đầu bước chân vào lớp 11, cây kẹo ấy đã xuất hiện, ngay lúc đó Thiên Nhi đã không thể không khỏi hồi hộp, lo âu, nhiều cảm xúc xen lẫn. Đôi khi ngồi nhìn cây kẹo tự kỷ, lỡ như cái này là do ai đó yêu thầm mình tặng thì sao? Và kết quả là cây kẹo đó không phải của Thiên Nhi mà tặng cho cô hot bên cạnh Hồng Ngân. Hồng Ngân nổi tiếng xinh nhất toàn khối, Thiên Nhi với Hồng Ngân ngồi cùng bạn, đôi lúc cô còn tưởng tượng mình là hoa sen đang cắm cạnh cây hoa hồng thật rực rỡ, trong khi mình bình thường đơn giản bao nhiêu thì hồng ngân lại nổi bật và điệu đà bấy nhiêu. Nghi à, nhớ chỉ bài mình đó, nhớ nghe Không. Sao lại không, chỉ bài mình đi mà, lần này thôi, không có lần hai đâu. Người bên cạnh túng lấy tay thiên nghi rồi ra sức nài nỉ. Lần này là bao nhiêu rồi biết không mà dám nói không có lần hai hả? Hồng Ngân không phải là người xấu, cũng không gọi là chảnh chọe như biệt danh do các cô bạn lớp khác đặt chỉ là do từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình có chút tiểu thư đối với thiên nhi thì khác hồng ngân vui vẻ và hòa đồng không phải vì cô hay giúp đỡ cho hồng ngân lúc kiểm tra mà vì hồng ngân thật sự xem trọng cô bạn này cũng xem trọng cả lời nói của thiên nhi đáng lẽ hồng ngân đã học ở ban b nhưng không biết vì gia đình hay lý do gì mà với sức ảnh hưởng quậy phá của cô nàng vẫn được xếp ngay vào lớp đầu tiên của khối dê ban a mình nói với nghi rồi mà tại mấy đứa hôm qua rủ mình đi đi biết là lỡ miệng nên hồng ngân lấy tay tự giữ chặt lấy miệng mình đi đâu lại đánh nhau sao tiểu thư chị định khiến bố mẹ chị lo chết hả thiên nghi thở dài rồi nhìn hồng ngân cô ấy chỉ cười trừ cho qua như mọi khi không có đánh mà chỉ định cho tụi đó một bài học nó dám nói xấu mình trước nhiều người nghi nghĩ coi sao mình nhìn được ngân bó tay rồi đánh nhau với cho một bài học thì có điểm gì khác, còn cây kẹo mút kia, nó không được chủ nhân thật sự nhận, thiên nghi ngày nào cũng sử dụng cho hồng ngân, không lấy thì phí lắm, bỏ vào thùng rác thì tội nó, qua quá trình suy luận thì cô quyết định nhận lấy đồ chù dù ai có nói cô mặc dày đi chăng nữa thì vẫn không sợ, vì sự thật mặt thiên nhi đã rất dày rồi. Cô luôn muốn tiết kiệm mọi lúc, hôm nay thiên nhi về sớm, hí hững chạy ra nhà giữ xe. Bên cạnh chiếc quyên trắng của cô là chiếc xe đạp màu xanh dương thật ấn tượng rất quen thuộc. Nụ cười trên khóe môi Thiên Nghi nở ra một cách vô cùng tự nhiên, chỉ cần nhìn chiếc xe, nhớ tới ánh mắt người đó thì cô đã có thể cười toe toét cả buổi. Cho bạn đó, ngựa xanh mục tiêu của tôi. Ngay lập tức trong rổ xe của Nhật Hoàng có ngay cây kẹo mút tí tẹo hương Coca, sau đó Thiên Nghi vội vàng dắt xe ra về. Tưởng chừng như Nhật Hoàng là ngựa trắng mình tìm, cô mãi mê đắm mình trong sự tìm kiếm vô định, bắt đầu rung động giỏi mắt và có tình cảm với anh Bùi Ngô Nhật Hoàng, đến tiết năm, Hải Băng đứng trước cổng trường đợi, Thiên Nghi về rồi, Hải Băng lại không biết đạp xe một mình nên đứng đợi Lâm An. Gần nửa tiếng rồi mà bóng dáng của Lâm An không thấy. Đành nhấc máy lên gọi cho chị mình. "Chị à, chị đâu rồi? Em đợi chị gần nửa tiếng rồi đó, chị về nhà lâu rồi, em đi Thiên Nghi về đi, hôm nay chị có việc nên không đợi em được." "Không đợi được?" Sao có thể như thế? chỉ có biết em. Túc, 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 chắc hẳn ai cũng ghét cái âm thanh vô tình ấy, chưa nói dứt lời mà chị gái đã tắt máy nhẫn tâm. Bề ngoài ai cũng thấy hải băng rất mềm yếu nhưng thật chất cô ấy đã cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình, bao nhiêu ước ức cũng đều không biểu hiện ra ngoài, vì hải băng muốn mình thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ và mạnh mẽ để có thể đi trên con đường nghệ thuật mà mình khao khát từ lúc còn là một cô bé 6 tuổi, nhưng trong tình hình lúc này thì khó có ai không tức giận mình là người bị bỏ rơi mà người bỏ rơi mình lại là chính chị ruột mới là khó chịu thật ra mình có phải là em gái của chị ấy không vậy hải băng người bị hải băng dán vào lá bùa tình yêu nhật hoàng dắt xe đến gần một bạn gái giờ này không về mà đứng trước cổng trong khi trời thì nắng gay gắt gương mặt thì chẳng có tí mùa xuân nào nên một chàng trai ga lăng như nhật hoàng phải đến hỏi thôi hải băng nhìn nhật hoàng với đôi mắt ngây thơ ấy chào giọng nói dịu dàng trầm ấm kia không ai khác mà là nhật hoàng là chàng trai với tên bùi ngô nhật hoàng lau nước mắt hết đi nhật hoàng lấy trong túi ra khăn giấy đưa ngay trước mặt hải băng cô không còn sự tủi khổ khi chị bỏ mình lại giờ đây sự quan tâm không lý do của nhật hoàng làm hải băng cảm thấy bình yên cảm ơn bạn không cần đâu tôi nói mà không nghe sao nhật hoàng mỉm cười lại nụ cười như hàng vạn bông hoa mặt trời ấy làm thiên nghi rung động, làm Hải Băng hạnh phúc. Nhật Hoàng quả thật rất đa tình, sự ga lăng biểu hiện ngay cái hành động bỏ qua lời nói của Hải Băng mà tự tay lau nước mắt nước mắt cho cô ấy. Vừa lau anh ấy còn tự mình nói rất tự nhiên. Tôi không thích nhìn thấy cảnh con gái khóc trước tôi tí nào, nên Băng đừng khóc nữa, tôi đưa về nhà. Sự ưu phiền do cuộc sống đang tồn tại nơi Hải Băng đã không còn, Nhật Hoàng như ánh nắng mang đến cho tâm hồn cô nhiều ánh sáng dịu kỳ. Có phải lại bắt tôi mua kẹo trả ơn? Nhật Hoàng Phi cười, Hải Băng thật ngốc, nhưng chính cái ngốc nghếch ấy mới làm anh cười, Hải Băng cũng cười. Chiều nay Băng đi học mà, định đứng đây thật sao? Không sợ nắng hả? Bạn đúng là... Hải Băng cười rất tươi, không còn bất cứ niềm đau, muộn phiền, nụ cười của cô thật đẹp. Họ đứng lặng nhìn nhau, cùng mỉm cười và cảm nhận thứ gì đó từ tạo hóa cho họ ngồi sau lưng Nhật Hoàng. Cô không dám chạm tay vào lưng cậu ấy, chỉ biết thẹn thùng nói bốn từ. Cảm ơn Nhật Hoàng. Sao biết tên tôi? Phu hiệu của bạn đó. Với lại nhà bạn gần nhà tôi mà. Chuyện này cũng không giấu được, cô tinh tế về mọi việc, anh hàng xóm mới chuyển lại ở cách đối diện nhà mình một căn mà sao không biết được, việc này Nhật Hoàng định giấu nhưng bị cô phát hiện mất rồi. À, giới thiệu với băng luôn, tên của tôi là Bùi Ngô Nhật Hoàng chắc băng chưa biết rõ gì về tôi đâu đúng không? Bạn mới chuyển về sao? Từng, tôi từ thành phố C chuyển về đây học, bố mẹ tôi còn ở đó nên thuê cho tôi căn hộ, nào ngờ lại chung một khu với băng. Nhật Hoàng nói chuyện vô cùng tự nhiên, tự giới thiệu về bản thân như muốn hải băng hiểu rõ về mình hơn. Nếu vậy thì quê bạn ở thành phố C luôn sao? Từng bạn có muốn nghe giọng chuẩn từ quê của tôi không? Hải băng gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, bạn nói đi. A ha. Băng nặng thật đó. Hải Băng ngay lập tức bật cười, nghe Nhật Hoàng nói giọng đó thật sự rất dễ thương, vẫn âm thanh trầm ấm, không ngờ Nhật Hoàng lại biết nói cả hai giọng của hai miền mà ngược lại còn rất hay, tôi không nặng thế đâu, con đường ngắn hơn, nắng bớt gay gắt hơn vì cuộc nói chuyện ấy cứ kéo dài cho đến hết con đường. Hải Băng bắt đầu mối tình thời áo trắng từ đó, còn Thiên Nghi về tới nhà đã bay thẳng lên phòng ông cái máy tính vào lòng, ngồi trên giường vừa để ly sữa bên bàn vừa gặm ổ bánh mì bơ thật ngon. Bùi Ngô Nhật Hoàng, cái tên ấn tượng với Thiên Nhi, đều trước tiên cô làm là điều tra về cậu ấy. Ôi trời ơi! Có cần nổi trội đến mức độ này không? Thông tin từ mạng của trường LB cho biết. Anh! Bùi Ngô Nhật Hoàng, một học sinh xuất sắc vừa từ thành phố C chuyển về, điểm trung bình các môn là 9.7, riêng môn văn 9. Một thành tích tuyệt vời, cực chuẩn với học sinh toàn khối cũng như toàn trường, Thiên Nghi nhìn màn hình không rời mắt, nụ cười sâu thẳm trên đôi môi hồng không khép được, niềm hạnh phúc phát ra từ sâu trong đôi mắt, tia sáng của tình yêu đang dần chiếm hữu trong tâm trí người con gái này, Nhật Hoàng, ngựa trắng của tôi, cuối cùng bạn chịu xuất hiện rồi, cảm ơn vì đã chịu xuất hiện trong cuộc đời tôi, cô ngã mình xuống giường nhìn lên trần nhà rồi tự cười, càng nghĩ thì càng cười, cười mỗi lúc. Một tươi cái tên bốn chữ ấy dai dẳng đeo theo Thiên Nghi cả trong giấc mơ, chưa bao giờ có một nam sinh nào giỏi như thế xuất hiện trong cuộc sống thật của cô, trước nay chỉ gặp các vị bạch mã trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, vậy mà hôm nay, lời cầu nguyện của Thiên Nghi cũng thành hiện thực, nung đứng ngoài cửa nhìn chị mình tự kỷ, con bé không mãi mai mà thốt lên rằng. May mắn thay, mình không bị nhiễm bệnh từ hai. Nó lắc nhẹ đầu rồi quay về phòng, nhà họ lý, mọi chuyện bắt đầu rối loạn trời ơi bố mẹ đang nói cái gì vậy? Tiếng tiểu quỳnh quát thật lớn, âm thanh vang vọng cả căn nhà rộng lớn, không khí ngột ngạt khi ông Lý bắt đầu lên tiếng. Bố đang nói chuyện nghiêm túc với con đó, quát lên cái gì hả? Khoảng một tháng sau nó sẽ về đây, con lo mà chuẩn bị đi. Tiểu Quỳnh không thể cãi lời bố mình đành quay sang nhìn bà Lý. Mẹ à, đừng nói mẹ cũng tán thành chuyện này nha, không được đâu ánh mắt van xin vô tội và không ai thèm để ý, bà Lý cũng thế, giờ phút này im lặng là trên hết, bà Lý là người vợ, người mẹ đảm đang nhưng chuyện trong nhà bà chưa khi nào xen vào. Mẹ không biết, chuyện này của bố con mà, hỏi mẹ làm gì. Không thể chấp nhận được, con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, thời đại như thế mà còn chuyện đính hôn kiểu phong kiến điên khùng đó hả? Con đang là học sinh phổ thông đó. Ông Lý bỏ tờ báo xuống nhìn Tiểu Quỳnh hàng học, giọng nghiêm nghị không có gì nhân nhượng trước những lý lẽ của con gái. Bố đâu bắt hai đứa đám cưới ngay lúc này, chỉ nói cho con chuẩn bị thôi, rồi chuyện cưới sinh thì đợi gặp đi rồi tính. Bà Lý Hiền từ cười dịu dàng, nắm nhẹ tay Tiểu Quỳnh. Tiểu Quỳnh, nghe lời bố con đi, nghe nói con trai nhà đó giỏi lắm, tốt nghiệp 12 xong là nhận học bổng du học ngay, bây giờ kiếm đâu ra chàng trai như thế. Con không biết, ai giỏi thì kệ họ, con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vô lý này không không và mãi mãi cũng không giờ ra chơi tại trường chuyên the phất đại phong bước vào lớp và nắm tay ngọc diệp hai người ra đứng tại hành lang sao mấy hôm nay anh không gặp được em vậy sao em dám làm phiền thiếu gia đại phong bộ anh không biết cô bạn gái cũ của anh đến làm phiền em hết lần này đến lần khác sao đại phong thả lỏng tay cô ra nhưng vẫn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô không rời anh dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là Diễm My, cô ta làm gì em? Anh biết rõ khi em đồng ý hẹn hò với anh thì em sẽ bị như thế mà, anh không những không bảo vệ em mà còn để người khác bắt nạt em. Mắt Ngọc Diệp buồn lại, mặt xù xuống như nén nhiều ấm ức. Đại Phong thấy vậy nên không kìm được tức giận, anh không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, anh yêu Ngọc Diệp, yêu rất nhiều, vì sự xuất hiện của ngọc diệp mà làm các phan nữ của đại phong phải ghen tức bao nhiêu nắm chặt bàn tay ấy anh nhìn thẳng vào mắt người anh yêu chuyện này anh sẽ lo xin lỗi em anh biết mình phải xử lý chuyện này thế nào em yên tâm đi anh phải chứng minh bằng hành động lời nói xin lỗi đó không mang đến cho em sự bình yên đâu như thế em mới biết anh yêu em đến đâu đại phong gật đầu mỉm cười làm dịu lòng ngọc diệp thật ra ngọc diệp chẳng hiền từ gì cả ai cho cô cái gì cô trả lại cái đó, rất công bằng, nên tin chắc chẳng ai đụng đến được Ngọc Diệp, chỉ là tính nũng nịu của cô không thể bỏ, nhất là khi trước Đại Phong, người lo cho cô từ A đến Z. Yêu em đến đâu thì em phải là người biết rõ nhất mới đúng, phải không Ngọc Diệp? Để coi anh chứng minh bằng cách nào. Còn Tiểu Quỳnh, thở dài than vãn cho số phận hẩm hiu, vào lớp ngồi lì một chỗ bực tức không thể nào toát ra được. Quốc bảo thấy vậy nên đến gần hỏi thăm, không dám nói nhiều vì anh hiểu tính tình tiểu quỳnh mà quá ngang bướng bạn sao vậy ở nhà xảy ra chuyện gì hả mình không muốn tên đáng ghét coi mình đi nghĩ sao nghĩ sao thế cô chỉ thẳng vào mặt mình nó đã đỏ bừng vì cơn giận bạn bạn sao vậy anh lo lắng hỏi thăm muốn tìm người tâm sự cũng phải tùy quốc bảo quá khờ không phải có ý nói anh chàng này ngu ngốc mà là anh quá thật thà Nói với quốc bảo chẳng thà tìm khúc gỗ tâm sự thì tốt hơn. Thôi không có gì. Hôm nay Thiên Nghi về một mình, vừa dắt xe ra khỏi trường đã gặp Đăng Khôi, người cùng Thiên Nghi lớn lên từ nhỏ, cũng gọi là thanh mai trúc mã như người ta thường nói nhưng với cô thì khác, Đăng Khôi là anh trai. Đăng Khôi lái chiếc Nova 6 đời mới, anh lái với tốc độ đều đều để đi theo Thiên Nghi, anh không đi mô tô như trước nữa, vì một người rất ghét. Hai người im lặng khá lâu rồi bắt đầu lên tiếng khôi chờ ai sao? Đi theo nghi thì chờ nghi chứ chờ ai? Thiên nghi bắt đầu ấp úng, cảm giác hoang mang. Chờ, chờ nghi sao? Con đường về nhà thiên nghi khá xa, thiên nghi đạp xe thường ngày thì mệt lã mồ hôi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy hai tay mình lạnh cống, sợ hãi không có lý do. Dạo này nghi khỏe không? À khỏe, tất nhiên là khỏe rồi, nghi thì lúc nào mà chẳng khỏe. Thiên Nghi cười lên để phá tan không khí âm u xung quanh hai người, nụ cười gượng gạo chẳng đâu vào đâu. Việc học thế nào? Còn ý định tìm ngựa trắng không? Thiên Nghi như bùng nổ, suy nghĩ đưa tới nơ ron thần kinh phân tích ra hàng vạn lý do, sao Khôi lại hỏi thế, mình biết trả lời sao mới được đây, sau vài phút phân tích Thiên Nghi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nghi sao vậy? Học vẫn bình thường, rất tốt, mấy người kia cũng tốt luôn, còn Khôi thế nào? định không về nhà hả đăng khôi cười cười trong ánh mắt chứa đầy tâm sự chắc hẳn đăng khôi biết thiên nhi đang né tránh câu hỏi của mình nhưng anh không tiếp tục câu hỏi đó mà chuyển sang đề tài mà cô vừa nhắc cậu của khôi không thắng khôi được đâu nghi tin khôi đi khôi sẽ thắng trong cuộc đánh cược này chiều nay khôi sẽ cùng đám bạn đi los angeles gặp nghi để nói lời tạm biệt cái gì đi xa vậy sao ừ có vấn đề gì hả thiên nhi thật sự đang bất ngờ tự nhiên lại đi đột ngột mà người đăng khôi nói lời tạm biệt lại là mình nên thiên nhi cảm thấy mình khó chịu không có mà sao khôi lại đi đến tận đó trốn cậu khôi đúng không đăng khôi lại cười nụ cười có phần tự nhiên hơn khi nãy nhìn thiên nhi đang chăm chú nhìn đường đi điều đó làm đăng khôi cảm thấy vui niềm vui và hạnh phúc rất đơn giản chỉ thế thôi đúng là trốn nhưng không phải trốn cậu mà là trốn nghi thiên nhi lại lần nữa bị dọa không biết trả lời thế nào, Đăng Khôi biết mình vừa làm cho cô hoảng hốt nên cười thành tiếng để Thiên Nghi coi như câu nói vừa rồi chỉ là đùa. Nói đùa thôi, đúng là Khôi đang trốn cậu, nhưng Nghi nhớ, đừng bao giờ quên Khôi, biết không? Nhiều dấu thăng, dấu chấm hỏi đang xoay loạn xạ trên não của Thiên Nghi, câu nói cuối cùng của cuộc nói chuyện đó làm cô giật cả mình, nghe rùng rợn làm sao. Ai cũng biết Đăng Khôi thích Thiên Nhi, nhưng Thiên Nghi vẫn mãi mê tìm ngựa trắng, mơ cho riêng mình một bạch mã hoàn hảo nhất đôi lúc vì như thế làm cuộc sống của cô thật sự rất mệt mỏi nhàm chán. Chuyện tình cảm thầm kín của Đăng Khôi, Thiên Nghi chẳng mãi mai để tâm đến, cô chỉ biết một điều, làm linh yêu Đăng Khôi, thứ tình cảm đó không còn là thích mà là yêu, Thiên Nghi biết thế nên cũng không bao giờ muốn bản thân mình là nguyên nhân làm ai đau lòng. Và cũng chính vì Đăng Khôi mà tình cảm bạn bè của Thiên Nghi và Lam Linh có chút vấn đề, tình bạn của họ không bền vững như mọi người nghĩ ai cũng ích kỷ và Lam Linh cũng thế, vừa về tới nhà, Thiên Nhi đã gọi điện thoại cho Lam Linh báo về việc Đăng Khôi sắp đi. Nhi nói Đăng Khôi sắp đi nước ngoài sao? Ừ, hay là Linh điện thoại hỏi thăm, gửi lời nhắn gì đó đi, bây giờ Nhi xuống ăn cơm, chiều nay còn đi học nữa. Lát sau, Lam Linh cầm điện thoại đi qua đi lại trong nhà, hết nằm lăn ra giường rồi lại bật dậy ra hành lang đứng, quyết định cuối cùng là gọi điện, hỏi thăm một câu có chết đâu. Alo đăng khôi bắt máy nhưng không ai lên tiếng ở đầu dây bên kia cả alo ai thế tôi tôi linh hả gọi cho tôi có chuyện gì không nghe giọng nói đăng khôi làm lam linh cảm thấy mình đau khổ lâu lắm rồi không gặp không nghe tiếng nói từ người đó nước mắt lam linh lăn dài trên má không thể nén lại như sắp vụn vỡ cả con tim yếu mềm chỉ là tôi định hả có chuyện gì linh cứ nói đi không có gì. Lâm Linh tắt máy đột ngột, ba từ không có gì cũng phát ra một cách đột ngột theo. Lâm Linh rất muốn nói chứ, nhớ Đăng Khôi, nhớ rất nhiều hoặc mong Đăng Khôi luôn bình an, giữ gìn sức khỏe. Nhưng ngược lại ngay lúc ấy, nước mắt quá nghẹn ngào làm Lâm Linh không thốt nổi từ nào, tìm đau nhói khiến cô tự nhủ lòng mình nên im lặng. Và như thế Lâm Linh lại lần nữa đánh mất Đăng Khôi. Sáng thứ bảy, hôm nay không có kiểm tra môn nào cả, không cần trả bài. Tưởng như đây là ngày bình yên nhưng thiên nhi vừa thức dậy đã phát hiện ngày nguyền rủa của mình là hôm nay cô không thích những ngày như thế vô cùng khó chịu vào nhà vệ sinh làm hết những việc cần thiết bước ra khỏi đó khoác vào người bộ đồng phục nữ thật xinh xắn ngây thơ và đầy nữ tính thiên nhi nhìn vào gương soi mói gương mặt mình sao mà lại âm u như thế không lẽ nào hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa cô tự hù dọa bản thân mình thường xuyên như thế ngược lại với cô bầu trời hôm nay trong lành làm sao từng cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng lướt qua trước mặt thiên nghi rất nhiều, thoảng qua cả mái tóc dài, nắng ấm áp làm lòng cô rung động, tim loạn nhịp, đánh sai quỹ đạo, lớp 11B1A. Phải khó khăn lắm Tiểu Quỳnh mới gồng mình thi hết sức để đủ điểm theo ý bố mình mà vào lớp đầu khối b ban a mà nói ra, hôm thi phân lớp đó cũng nhờ vận may, giáo viên rất dễ, ngồi kế bạn giỏi, được vào lớp này Tiểu Quỳnh cũng cảm thấy là kỳ tích, sao bỗng nhiên cô thấy mình thích môn hóa với sinh làm sao? Nhờ điểm đạt tuyệt đối với bài trắc nghiệm mà Tiểu Quỳnh mới phá kỷ lục hơn 11 năm đến trường, học ở đầu khối. Sao hôm nay lên tận đây? Thiên Nghi đưa mắt nhìn ngang vào lớp Tiểu Quỳnh. Không phải nghi muốn lên đây đâu, chỉ tình cờ ngang qua thôi, mà Quỳnh nè, bạn Nhật Hoàng đó có người yêu chưa vậy? Hắn ta hả? Dễ gì có ai yêu, tên khó ưa, nên chắc chưa. Tiểu Quỳnh nói bằng giọng chua chát ghét Nhật Hoàng như thế thì Hải Băng và Thiên Nghi phải làm sao, bỗng phát hiện ẩn ý trong câu hỏi của Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh giật mình. Nghi thích hắn ta hả? Không có, làm gì có, thôi Nghi về lớp BB. Thiên Nghi cười rất tươi, vừa đi vừa mỉm cười, điều này làm Tiểu Quỳnh nghi ngờ nhưng không xác thực nên cô không nói làm gì. Lớp Tiểu Quỳnh ở lầu 2, trường LB mỗi lần ra chơi là đông nghẹt người, Thiên Nghi đành đi cầu thang sau của trường. Do cầu thang đó là đường vòng nên ít ai đi, gần lớp Thiên Nghi hơn, và lý do đơn giản là vì trong lòng cô cảm thấy bình yên với không gian tĩnh lặng phía sau này. Nếu may mắn gặp Nhật Hoàng thì sao? Chưa có người yêu. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Thiên Nghi, cuối cùng ngựa trắng tình yêu của cô cũng xuất hiện rồi, không cần mỏi mòn chờ đợi những gì xa xôi, mà đây, tình yêu đang chờ Thiên Nghi ngay trước mắt, đang mãi mê suy nghĩ, đang hạnh phúc đắm chìm, Thiên Nghi chăm chú nhìn xuống từng bậc cầu thang đột ngột một hình ảnh đập vào mắt mình, một đôi giày đen huyền bí, thiên nghi vội nghĩ chắc nó thuộc hàng phá sần, trong sang trọng thế cơ mà. Cô dần dần ngước mặt lên, người con trai đó như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cũng khá giống với năm nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thiên nghi mới đọc xong. Anh trắng, không phải trắng như diễn viên Hàn Quốc, mà với người Việt da vàng thì anh là chuẩn quá rồi, mái tóc đen không lẫn chút tạp chất, tóc mái trước trán dài nhưng chẳng che nổi đôi mắt cuốn hút kia, ánh mắt của sự quyến rũ và huyền bí, đây là ai? Câu hỏi nhanh chóng hiện lên trên trán thiên nghi, tại sao lại chặn đường mình, anh ta đẹp trai quá, y như hoàng tử vậy, sao mà đẹp trai quá thế, rất nhiều câu nghi vấn, hàng ngàn câu chấm hỏi xoay quanh đầu thiên nghi, cô vẫn chăm chăm nhìn anh chàng kia. Nhìn gì? Thiên nghi thật sự bị cuốn rồi, vừa nói anh vừa nhẹ mỉm cười, cô tự biết anh cười rất rất đáng yêu, lộ hàm răng trắng như bông, đặc biệt anh có răng khểnh, điều này làm nụ cười của anh càng dễ dàng làm đắm bao người. Bỏ ngay cái bộ mặt mê trai ngay tức thì, sau đôi lát đấu tranh nội tâm, rốt cuộc thiên nghi nhận ra, mình có ngựa trắng rồi. Không có gì. Đẹp nhưng mình chẳng cần, nghi thiên tài này có ngựa trắng rồi chứ bộ ý tưởng đó đánh thức suy nghĩ tức thời trong vài giây trước, thiên nghi chẳng quan tâm nữa, anh đẹp trai kệ anh, tôi lại về lớp, thế là cô quay mặt thẳng lại, không nhìn anh nữa và bước đi chưa kịp bước khỏi người anh thì một bàn tay vội nắm lấy khuỷu tay thiên nhi kéo cô ấy ngược về đứng trước anh chưa nói chuyện mà định đi đâu đúng là sức con trai rất mạnh kéo thiên nhi như thế mà anh vẫn có thể giữ nguyên tư thế chẳng hề choáng tí nào còn nạn nhân đáng thương mất thăng bằng ngay lập tức ngã nhào nhém tí đập đầu xuống cầu thang nhưng không phải vậy bàn tay anh đã giữ được eo cô ông ngang đó và giữ cô ngay bên anh hai cơ thể trong phút chốc chạm vào nhau Thiên Nhi mở to mắt nhìn anh, anh thì không phản ứng gì cả, không buồn không vui, ai như Thiên Nhi mặt mũi như quả cà chua chín. Thế cũng phải thôi, từ nhỏ có thằng con trai nào ông cô như vậy đâu. Bỏ, bỏ ra, ra coi. Nhanh chóng xô anh ra, thoát khỏi sự ức chế lúc đó, hít sâu vào và lấy bình tĩnh. Mắt cô chẳng dám nhìn anh nữa, cúi xuống đất và hiện rõ sự lúng túng. Đến bây giờ anh mới cười, Nhìn thấy Thiên Nghi vậy anh lại muốn cười và cười ngay trước con người đang lúng túng đến sắp điên lên kia. "Ê, bạn là tên biến thái hả?" "Bị vậy còn cười." "Bị vậy không cười thì làm gì mới cười?" Ẩn ý trong mắt anh đã nêu rõ điều đó. Nhưng vì nể mặt lần đầu tiên chính thức gặp mặt, anh ngừng cười, nhún vai nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt vô tội. "Sorry, chỉ định đỡ, ai ngờ bạn nhạo đến tôi như thế." "Cái tên này, dám" Câu nói của Thiên Nhi bị đâm ngang trước hành động của anh, anh lấy trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ rất xinh, đưa ra trước Thiên Nhi. Cầm lấy đi. Gì đây? Thư tình. Hả? Hai từ thư tình khiến Thiên Nhi như bị té xuống dưới hồ nước toàn đá lạnh, như bị bay lên bắt cực sống với mấy con hải cẩu, chim cánh cục, cô choáng rồi, nghe như có hàng vạn quả bom nguyên tử đang lần lượt nổ tung trong đầu. Đây là lần đầu tiên có người tặng thư tình cho cô, bị như thế cũng quá tự nhiên ước mơ từ nhỏ của bạn nghi thiên tài là ông toàn bộ khát khao ước ao hy vọng rằng tình yêu của mình sẽ bắt đầu từ bức thư tình viết bằng tay của ngựa trắng và mới hôm qua thôi thiên nghi nghĩ sẽ có ngày nhật hoàn tặng thư tình cho mình chắc chắn cô sẽ hạnh phúc đến ngất mất bây giờ cô vẫn không định hình nổi mình đang tỉnh hay mơ rõ ràng trên thư có ghi ba từ rất rõ y lớp you suy nghĩ xem ba từ thế kỷ đấy có nghĩa là gì cầm đi tôi mỏi tay lắm rồi, nghĩ gì mà lâu kinh khủng. Anh lên tiếng, thiên nghi giật mình, hồi hộp, đưa mắt chiếu một góc cực chính xác xuống bức thư tình nằm vỏn vẹn trên bàn tay đẹp đẽ của anh. Thư tình. Ừ, cầm đi. Chưa thể định thần lần nữa thì anh đã đặt nó vào tay cô, cô vẫn nhìn vào bức thư đó, thư tình của mình, thư tình đầu tiên trong 17 năm qua, đôi lát tự kỷ, thiên nghi chẳng nói lên lời. Này, nhờ bạn đưa tận tay Hồng Ngân. Hồng Ngân. Cô trố mắt ra nhìn người vừa nói câu đó. Ừm, chứ bạn nghĩ tôi đưa cho bạn sao? Anh gật đầu và phán câu làm tổn thương lòng tự trọng của hoa sen kia. Hồng Ngân là hoa hồng, thiên nghi nghĩ bản thân chỉ là hoa sen lúc nào cũng đầy bùn đất. Hôm nay cô càng hiểu rõ điều đó. Hóa ra từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ cần một bước thôi, bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Che giấu bao cảm xúc cuộn trào, cô chẳng để ai biết mình đang bức xúc đến cỡ nào cô phải bình tĩnh không thể sụp đổ ngay lúc này được đương nhiên tôi chẳng nghĩ thế từ đầu tôi đã biết cái này của ai rồi mà anh tiếp tục cười mỉa mai gật nhẹ đầu như hiểu ý thiên nghi thế à vậy nhờ hết vào bạn anh bước đi lên cầu thang lúc ngang qua vai hai người chạm nhau hoàng khang ngừng lại vài giây nhìn tượng đá bên cạnh mình môi công một đường hoàn hảo rồi mới bước tiếp thiên nghi nơi đây cầm bức thư mà muốn khóc cho ý nghĩ điên khùng của mình khi rồi cái gì mà thư tình đầu tiên tất cả là giả dối là lừa gạt thượng đế ông có công bằng không nghe hết tiếng bước chân cô mới can đảm quay lại nhìn lên trên một khoảng trống vô định hít thật sâu cô siết chặt tay mình hàm răng va vào nhau và thét lớn đồ cái tên khó ưa cô nào biết anh chưa rời khỏi đó vẫn đứng ở trên lầu nhìn theo cô và mỉm cười nhiều ngụ ý ra chơi thiên nhi đem chuyện mất mặt đó kể cho hải băng nghe hải băng không phản ứng gì ngoài việc cười liên tục đến mặt mũi cũng đỏ cả lên mà vẫn không thể nhìn được cười nghi ham hố quá à nghĩ sao mà suy diễn đó là thư tình của nghi vậy mặt thiên nhi đỏ bừng lên đúng là cô điên khùng thật mới nghĩ đó là thư tình của mình chỉ tại lúc đó đột ngột quá không kịp phân tích băng nghĩ nghi muốn thế lắm hả đừng để Nghi gặp tên đó lần hai, nếu không. Thiên Nghi im lặng không biết sẽ làm gì khi gặp lại tên khó ưa đó, Hải Băng đã lên tiếng. Trốn không dám gặp chiếu gì. Mất mặt quá đi. Cô gục mặt xuống bàn để giấu đi khuôn mặt không còn bề dày, lòng tự trọng bị tổn thương, trong khi đó Hải Băng lại cười không ngớt. Hôm nay nhà Lam Linh làm tổng vệ sinh, dọn dẹp lại và bỏ những thứ không cần thiết, từ trong học bàn. Quyển nhật ký của hồi còn là học sinh lớp 5, Đọc xong Lâm Linh mới cảm thấy mắt mình ương ướt, thì ra là nước mắt, từ cuối trang của quyển nhật ký, một tấm ảnh của Lâm Linh và Đăng Khôi rơi ra, đó là năm vừa hoàn thành bậc tiểu học, ngày tốt nghiệp, cậu của Đăng. Khôi đã chụp cho hai người. Nhìn Đăng Khôi lúc đó thật hồn nhiên, Lâm Linh cũng thế, họ không lo không nghĩ chẳng cần bận tâm đến mọi việc sầu muộn, bỗng nghĩ tới đó, Lâm Linh lại buồn bã thở dài, không lẽ bản thân mình không bao giờ có hạnh phúc. Lâm Linh lại khóc nước mắt muốn rửa trôi mọi thứ, đôi lúc cô nghĩ mình nên quên đăng khôi đi, tình cảm đơn phương không kết quả ông ấp gần ấy năm mà vẫn thế thôi. Bao giờ tôi mới được cái quyền hạnh phúc khi không có khôi đây hả? Chiều nay, Ngọc Diệp được nghĩ nên ghé qua nhà Thiên Nhi chơi. Ê Nhi, nghe kể chuyện hôm nay rồi, vui quá vậy. Lại nhắc chuyện đó, bộ tin xấu truyền đi với tốc độ cao thế sao? Mỹ mai bạn bè như thế sẽ có ngày bị quả báo đó. Ngọc Diệp ngồi xoa đầu con bu đang nằm ngủ mê man chẳng biết trời đất, thiên nghi thì ngồi mà nhặt rau mỏi cả tay cho con nhỏ bạn tiểu thư ăn. Sau khi trước không qua theo Phất học, không thích là không qua, ở đó phiền lắm, cả nhóm bốn đứa đã học bên LB, tự nhiên Diệp qua đó học. Nhờ vậy Diệp mới biết anh Phong. Bộ anh Phong chưa đủ tốt với Diệp hả? Ngọc Diệp ngạc nhiên nhìn Thiên Nghi. Anh Đại Phong là chuẩn quá rồi, nhà giàu, đẹp trai học giỏi, không chê vào đâu được, với lại dịp muốn gì anh ấy cũng đồng ý. Mà sao nghi hỏi thế? Thiên Nghi ngừng tay không nhặt trâu nữa, nhìn Ngọc Dịp có ý nhắc nhở, vì là bạn nên Thiên Nghi mới làm thế chứ gặp người ngoài thì cô sẽ mặc kệ không nói đến làm gì rồi. Vì nghi thấy dường như Dịp chưa thật sự đối xử tốt với anh ấy, trước giờ Dịp vẫn thế, hẹn hò với ai cũng chẳng thật lòng. Ai thật lòng thì sẽ khổ, bị một lần nên sợ lắm rồi. Ngọc Dịp cũng buồn theo ánh mắt xa xăm hướng về một góc tối vô định phía xa, không gian không thể không ngưng động. Nhưng nghi nghĩ lần này, anh Đại Phong là thật lòng với dịp đó, đừng đối xử tệ với anh ấy, dịp sẽ hối hận, Ngọc Diệp ở đó tới gần 7 giờ tối thì lái xe về, cô Lan và bé Nung cũng vừa từ bên nội của Nung về. Dượng nguyên của Thiên Nghi ít khi ở nhà, lần nào chuyến công tác cũng kéo dài, có khi một tháng ở nhà chỉ một ngày duy nhất, thế mà tình cảm vợ chồng của họ vẫn bền như keo dựng làm trong một công ty nước ngoài, còn cô Lan là quản lý trong nhà hàng oai của cậu ruột đăng khôi, tối nay trèo lên giường, thiên nghi chẳng thể nào chập mắt, phần bực tức vụ thư tình, phần khác nhớ Nhật Hoàng, nhưng lúc đó, tức nhiều hơn nhớ. Cái tên hồi sáng mình gặp ở đâu rồi thì phải, rốt cuộc gặp ở đâu? Những suy nghĩ ấy liên tiếp đánh nào não thiên nghi và từ từ mạng mi đóng dần, sáng chủ nhật, thiên nghi thức sớm làm bữa sáng cho nung, cho bu ăn, rồi đạp xe sang nhà Lam Linh chỉ cách 3 km nên đạp xe 10 phút là tới nơi. Cửa rào không khóa, Thiên Nhi gọi mãi mà không ai trả lời, nên đành dắt xe vào nhà, bước vô đến cửa cũng không thấy ai, xe của Lam Linh vẫn còn đó, Thiên Nhi bước vào phòng Lam Linh thì thấy cô ấy đang nằm trên giường, mặt tái xanh, chắc là bệnh rồi. Linh! Linh à! Thiên Nhi đưa tay lên trán bạn, sốt rất cao. Nhi! Sao đến đây? giọng Lam Linh thều thào sau khi mở mắt, cô cố gượng ngồi dậy nhưng Thiên Nghi lại ngăn Lam Linh rồi nói. Linh bị sốt rồi, nằm yên ở đây, đợi Nghi. Cô chạy vội xuống bếp tìm nước ấm, tìm tủ thuốc rồi lên phòng lo cho Lam Linh, sau một lát mệt nhọc, cuối cùng Lam Linh cũng hạ sốt và ngủ thiếp đi. Thiên Nghi chẳng quên gọi điện cho mấy người còn lại, trên bàn Lam Linh, một tấm hình của năm đứa chụp cách đây một năm và cả một tấm ảnh của Thiên Nghi, đang khôi cùng Lam Linh. Càng nhìn tâm trạng càng rối bời, cô thở dài não nề. Thời gian trôi nhanh thật, thấp thoáng đã hơn 10 năm, xin lỗi Linh. Nghi xin lỗi, ký ức hiện về làm Thiên Nghi cảm thấy mình giống như tội nhân. Ngày đó, đã rất lâu, lúc cô vừa học xong lớp 4, Khôi hứa đi, đừng giống người đó mà bỏ rơi Nghi. Từng Khôi hứa đó. Khôi sẽ không lo cho ai khác ngoài Nghi, cậu bé đeo ba lô hình dũng sĩ siêu nhân nói lớn tiếng trước mặt Thiên Nghi và cả Lam Linh. Còn nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật lần thứ 10, Đăng Khôi vì đi tìm quà cho Thiên Nghi vô tình khiến cô đứng đợi trước cổng trường rất lâu, mọi người về hết, cô vẫn đứng đợi. Vì lúc nhỏ ba gia đình là hàng xóm của nhau, nhà lại chỉ cách trường không xa, mỗi lúc đi học hay ra về, cả ba đều cùng nhau đi chung, lúc Đăng Khôi và Lâm Linh đến, Thiên Nghi đã ngồi bật dậy nhìn Đăng Khôi rồi ngay lập tức đưa ra lời đề nghị đó. Kể cả Lâm Linh. Khôi không được bỏ nghi vì Lâm Linh thiên nhi nhìn lam linh và hỏi đăng khôi từ nhỏ cô bị bỏ rơi nhiều lần rồi nên cô đã ích kỷ muốn dành thứ gì đó cho riêng mình và quyết định sai lầm nhất là ở đó dành đăng khôi của lam linh thiên nhi lam linh tức giận thét lên thiên nhi nhỏ bé vẫn bình thản quay nhìn đăng khôi chờ câu trả lời tất nhiên khôi chỉ lo cho nghi thôi được chưa đăng khôi không để ý đến còn một cô bé xinh xắn mặc bộ váy hồng ngây thơ đang bật khóc thiên nhi cũng thế đã không quan tâm gì tới bạn và mỉm cười nhìn Đăng Khôi. Giờ đây, cô cảm thấy mình sao quá trẻ con, sao lại dành những thứ không phải của mình, nhưng có muộn quá không khi Đăng Khôi quyết định thực hiện lời hứa thử nhỏ. Nghi Tiếng gọi của Tiểu Quỳnh làm Thiên Nghi giật mình bừng tỉnh về sự hối hận đó. Tiểu Quỳnh cùng Ngọc Diệp và Hải Băng đi vào phòng, Hải Băng ngồi xuống giường nhìn Lam Linh đang ngủ mê. Sao sốt mà không ai hay hết vậy? Hình như bố mẹ Linh không ở nhà. Thiên nghi giải thích thêm, tiểu quỳnh tức giận nhìn xung quanh căn nhà trống vắng. Hai bác quá đáng lắm đó, lỡ hôm nay nghi không đến thì sẽ thế nào? Ngọc Diệp cũng tiếp lời. Hiểu rõ quá mà, hỏi làm gì, bài bạc với bố Linh là chính, nhan sắc của mẹ Linh là năm bờ cần gì lo cho Linh? Cả ngày hôm đó, bốn người ở lại nhà Lam Linh, mua thức ăn về nấu, đã lâu rồi họ không tụ họp đầy đủ, thật tình những ngày này là kỷ niệm hạnh phúc khoảng thời gian ấm áp nhất. Nếu cứ giữ mãi những kỷ niệm bình yên ấy thì có lẽ định mệnh của năm người đó đã không ngang trái, đau đớn gì cả, lại nhắc đến Nhật Hoàng, ngừa trắng mục tiêu của Thiên Nghi, vài hôm sau ở trường Thiên Nghi lại gặp cậu ấy. Thiên Nghi Nghe tiếng gọi cô quay lại thì phát hiện Nhật Hoàng đang đi lên bên cạnh mình. Sao bạn biết tên tôi vậy? Nghe Tiểu Quỳnh nói nhiều về bạn, toàn kể tốt không à, công nhận bạn tài thật tại cỡ nào cũng đâu bằng anh chàng nổi tiếng học chuẩn nhất trường thiên nhi mỉm cười nhìn nhật hoàng anh cũng cười khiêm tốn không ngờ lần này gặp thiên nhi lại được nhật hoàng bắt chuyện nói trước có nghĩ thiên nhi cũng chưa nghĩ nhật hoàng lại hòa đồng và vui vẻ như vậy cô cứ suy diễn tính tình nhật hoàng sẽ giống như mấy anh chàng hot boy trong tiểu thuyết lạnh lùng hay ít nói ít cười ngược lại hôm nay thiên nhi biết được thêm một phần về nhật hoàng nói chuyện và tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu Cuộc nói chuyện ấy kéo dài cho đến hết hành lang, Thiên Nghi vào lớp còn nhật hoàng thì tiếp tục lên lầu. Chuyện gì mà mặt tươi như mùa xuân vậy nghi thiên tài? Hồng Ngân còn nhận ra điều gì đó khác lạ từ Thiên Nghi, vào lớp học chưa được 30 phút mà miệng cười không khép lại được. Gì đâu, tại người ta vui nên cười, vậy cũng có vấn đề sao hả Hawker? Hơi, không nói thì thôi, Hawker này không hỏi nữa, Thiên Nghi nhìn Hồng Ngân rồi quay mặt xuống quyển hóa học, Hồng Ngân biết chắc là có chuyện một tuần có bốn tiết hóa, thường ngày nếu là thiên nghi bình thường thì sẽ gục lên gục xuống ngáp, dài ngáp ngắn, vậy mà hôm nay lại chăm chú nhìn sách, trả lời câu hỏi, lại còn cười thích thú như đam mê hóa lắm vậy, giờ ra chơi, thiên nghi đứng ở trước cửa lớp hải băng trao đổi về bài vật lý cho vụ kiểm tra chung sắp tới, tóc thiên nghi rất dài, bay. Phất phơ trong gió, đối với cô, tóc có lẽ là báu vật, từ năm 10 tuổi tới giờ thiên nghi không cắt ngắn, mỗi năm chỉ đi tỉa vài xăng. Ti, Mét, lo mãi mê tranh luận bài về dòng điện, cô và cả Hải Băng chẳng phát hiện ai đang đứng phía sau, kiểu này nếu họ có ước mơ làm trinh sát thì bỏ cuộc sớm vẫn hơn. Tóc này dài quá rồi, âm thanh đó phát ra từ phía sau, Thiên Nghi cùng Hải Băng nhìn lại, à, thì ra là anh chàng làm ai kia hố vụ thư tình hôm trước, nhận ra kẻ thù, Thiên Nghi nhìn cậu ấy trân trân, Hải Băng không hiểu gì cũng không khỏi bất ngờ. Tóc bạn dài quá nên quơ đầy mặt tôi vừa nói anh vừa túng lấy đuôi tóc dài của Thiên Nhi, Thiên Nhi vội vàng kéo tóc mình lại. Ai kêu bạn đứng sau lưng tôi làm gì, rình gì hả? Tên biến thái. Tôi chỉ đi ngang qua nên bị tóc bạn quơ lên mặt. Sao không cắt ngắn tí đi? Tóc dài bởi vậy ưa suy diễn vẫn vơ. Anh cười, nụ cười ấy, nhưng lần này cô không bị say bởi gương mặt điển trai đó nữa, ngọn lửa hận thù đã phá tan bộ mặt mê trai của cô rồi. Mặc kệ tôi, tóc tôi dài thì liên quan gì đến bạn hả? Ghen tị sao? Nếu thích thì để tóc dài đi. Nói tôi làm gì, sao bạn nhiều chuyện quá vậy? Tôi nói cho bạn biết, tóc của tôi, tôi không lo thì thôi, mắc mớ gì bạn lo chứ? Tự nhiên thiên nhi quá kích động, đã cố chôn sự nhục nhã hôm trước rồi mà cái tên khó ưa này cứ sát muối vào vết thương lòng. Nghi, bình tĩnh đi, làm gì kích động dữ vậy? Tôi chỉ góp ý thôi, không đồng ý cũng chẳng sao cả. Anh lắc đầu trong nụ cười ban đầu, rất tươi và đầy hơi ấm mùa xuân. Sau đó lẳng lặng bỏ đi, hải băng nhìn nhỏ bạn mình mặt bắt đầu biến sắc nhìn theo bóng lưng anh chàng đó mà muốn ăn tươi nuốt sống. Bộ bạn của Nghi sao? Không phải, sao Nghi có thể làm bạn với tên xấu xa đó được? Hải băng cười khi nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, cô hé môi cười chăm chọc. Thì ra là người làm Nghi hố vụ thư tình, hèn gì, từ là tên đó đó, băng làm ơn đừng nhắc đến chuyện nhục nhã đó nữa, quá khứ rồi, mỗi lần nhắc lại là máu trong người nghi nó sôi sùng sục à. Con người gì đâu khó ưa, trên đời này nghi ghét nhất con trai đeo bông tai huống hồ, huống hồ gì. Đang nói thiên nghi ngưng lại không nói nữa, hải băng thì vẫn nghe bạn mình giảng trình nhiều lý do. Chỉ vì ghét vậy thôi, thiên nghi cười cho qua, hải băng cũng không hỏi gì thêm, nhưng sự thật cô biết người đó, nếu theo trí nhớ của Nghi Thiên Tài thì cậu ấy tên Hoàng Khang, họ hoàng tên mỗi chữ Khang, nổi tiếng quá mà, nhưng nổi tiếng theo cách khác. Năm trước lớp Thiên Nghi và lớp Hoàng Khang đối diện nhau, năm nay thì chuyển lên lầu hai dãy của bàn B nên Thiên Nghi mới chẳng nhớ ra. Hoàng Khang học lớp 11 d 4 b cái tên không lạ với LB, cái lớp nổi tiếng quậy nhất nhì trường, thiếu gia tiểu thư, thứ gì cũng có, quậy nhất, giàu nhất, học nhất, chỉ có cái không đạt hạng nhất về thành tích và lần đầu tiên Thiên Nghi nhìn thấy Hoàng Khang, cũng tại cầu thang hôm trước, trong một ngày mưa rất to, bộ dạng ấy khiến cô không ấn tượng không được tại lớp 11 d 2 a Nhật Hoàng đứng đối diện với Hải Băng. Cho Băng nè, Hoàng đâu có nợ gì tôi đâu. Tại thấy Băng thích nên tôi tặng cho Băng, lấy đi. Nhật Hoàng nhìn Hải Băng cười rất hạnh phúc. Tay anh đang cầm cây kẹo mút hương dâu đưa ra trước Hải Băng. Tôi không nhận đồ của Hoàng được cô lắc đầu rồi mỉm cười từ chối bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng nhật hoàng bất chấp bỏ cây kẹo vào tay người đối diện không lấy thì tôi không đưa băng về nữa đâu nghe tôi một lần không được hả hải băng rút tay mình lại mặt bắt đầu ứng hồng hoàng đâu cần đưa tôi về tại tôi muốn đưa băng về vậy thôi có lẽ nhật hoàng đang đặt tình cảm vào hải băng cũng có lẽ tình cảm ấy có ngay từ ngày đầu anh gặp cô hải băng có đôi mắt tinh tế to tròn và ngây thơ tính tình lại dịu dàng đúng nét của cô gái việt nam alo là tôi đang khôi nè nghe nói linh bệnh giờ khỏe chưa lam linh cười hạnh phúc đến híp cả mắt ngồi ở nhà đang tập trung giải bài tập thì thiên thần trong lòng hỏi thăm ai mà chẳng phản ứng như thế khỏe nhiều rồi cảm ơn khôi đã quan tâm tôi mà sao khôi biết tôi bệnh vậy là tiểu quỳnh nói mà linh nè dạo này mấy bạn khỏe không vậy một sự hụt hẫng thất vọng đang dần trong mắt Lam Linh, giọng hớn hở ban đầu không còn nữa mà nó hạ dần. Khôi định hỏi ai? Năm đứa. Ngọc Diệp. Tiểu Quỳnh. Hải Băng. Tôi. Hay là Thiên Nghi hả? Tôi định hỏi. Thấy Đăng Khôi ấp úng chẳng thể nói, Lam Linh đã biết chắc câu trả lời, không cần hỏi nữa, cô tức giận thét lớn vào điện thoại. Đừng nói nữa, Khôi không cần giải thích, muốn biết nghi chứ gì, nghi khỏe học tốt và tìm ra ngựa trắng rồi nên sau này đừng hỏi tôi chuyện đó khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với đăng khôi lam linh chẳng dám chủ động gọi điện thoại chỉ chờ ngày nào cũng chờ điện thoại mình reo lên với tên hiển hiển thị là đăng khôi nhưng dường như những tình cảm ước mơ và mong chờ đều sụp đổ khi lam linh biết rằng mình không phải là người anh quan tâm thật sự mình chỉ là người liên hệ thông tin cho đăng khôi mấy ngày hôm sau thiên nhi cứ ngỡ mình bị hắc ám người mình ghét thì lúc nào cũng gặp gặp hoàng khang mọi lúc mọi nơi ra căng tin cũng gặp ngồi ghế đá cũng gặp ngay cả ra về cũng thấy còn nhật hoàng chẳng thấy được mặt mũi đâu cả ông trời thật không công bằng người nên gặp muốn gặp lại chẳng nhìn thấy dù một lần người mình ghét thì xuất hiện trước mặt mình mọi lúc ở quán cà phê coffee me mấy hôm nay mấy em có gặp ngọc diệp không hai người lại giận nhau sao Thái băng thấy Đại Phong ủ rũ nên hỏi han, nhìn tình hình này là biết chắc Đại Phong đáng thương đang bị tiểu thương Ngọc Diệp giận hờn vô cớ rồi. Vì anh đi chung với cô bạn cùng lớp thôi, mới nói chuyện chưa tới 20 câu, Ngọc Diệp đã nói anh bay bướm rồi không gặp anh nữa. Con nhỏ bạn em nó ngang tàn vậy đó, anh đã chấp nhận yêu nó thì bắt đầu cuộc sống cực khổ phía sau đi. Tiểu Quỳnh vừa cười vừa nói, trong khi Đại Phong đang nóng ruột tìm cách, Thiên Nghi thấy thế đành lên tiếng. Anh này, yên tâm đi đứa em gái nghi thiên tài này sẽ lo cho anh chuyện của ngọc diệp cứ để em giải quyết cảm ơn ba đứa em nghe thật là làm phiền quá anh nói gì vậy tại ngọc diệp nó quá bướng mà trường hợp này một tháng diễn ra không biết bao nhiêu lần đại phong là người tốt nhất trong tất cả những người ngọc diệp đã từng hẹn hò anh đối với ngọc diệp là yêu bằng cả con tim anh ấy bỏ qua những cô gái còn rực rỡ lấp lánh hơn Ngọc Diệp hàng trăm lần mà chấp nhận an phận sống bên một người, qua nhà Ngọc Diệp, Thiên Nghi và Tiểu Quỳnh làm mặt nghiêm túc vẻ giận dỗi. Gì đây? Ra mặt dùng người ngoài hả? Ngọc Diệp đang làm bài tập, dự định để mặc hai nội gián nhưng cảm nhận được bốn con mắt cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cô bỏ viết xuống bàn rồi mới hỏi. Tội anh phong quá trời luôn, nhìn anh ấy gầy đi hẳn, lại còn hóc hát xanh sao, sắp bệnh rồi đó dịp à thiên nhiên ngồi cạnh ngọc diệp và than vãn một cách vô tội nhìn vẻ mặt lúc này cũng không kém phần bi thảm như đã diễn tả về đại phong ngọc diệp vẫn không có chút động lòng nên tiểu quỳnh đành chuyển sang bạo lực con nhỏ này vừa phải thôi thấy anh ấy chiều rồi làm tới hả nói thật nghe nếu là mình mình bỏ dịp luôn rồi ở đó mà giận với hơn nói dứt câu tiểu quỳnh đánh cả bàn tay vào bắp chân ngọc diệp Ngọc Diệp thét lên vì đau. Á, à, anh ấy trăng hoa như thế, nếu Diệp không làm gì thì chắc sẽ bị anh ấy chèn ép đến chết đó, hai người phải hiểu chứ. Nghi không biết, không nghe và cũng không cần biết, Diệp tìm anh Phong mà nói chuyện đàng hoàng đi, nếu không Nghi sẽ giận Diệp luôn, giận mãi mãi. Mình ủng hộ Nghi. quay ai mới là bạn của hai người vậy? Ngọc Diệp đứng phát dậy phản kháng, bị bạn bên vực người yêu mà định bỏ rơi mình lần này thất bại rồi, chắc phải đi tìm Đại Phong trước thôi. Hai ngày sau, sáng Thiên Nhi phải chở bé Nung đi học. Hôm nay tự nhiên con bé học buổi sáng nên phải làm tài xế cho Nung. Ngồi sau xe, Nung nắm lấy áo khoác của Thiên Nhi. Chạy từ từ thôi, coi chừng bay váy đó. Biết rồi. Mà hai ơi, sao không có bạn trai đi? Thiên Nhi chở theo đứa em gái có cân nặng bằng ba phần tư mình, bắt đầu mệt, thở hổn hển tại không ai thích nên không có bạn trai. Chẳng phải anh Khôi thích hay sao? Anh ấy đó, sao không hẹn hò với anh Khôi đi? Thì tại hai không thích Đăng Khôi, nhớ đừng nhắc chuyện này trước mặt Lam Linh đó. Em biết mà. Chuyện người lớn phức tạp quá. Nung lắc đầu thở dài ra vẻ hiểu chuyện, về việc Đăng Khôi thích thiên nghi dường như mọi người ai ai cũng biết rất rõ, còn cô vẫn muốn cố phủ nhận để giữ lấy tình bạn của mình. Đăng Khôi tốt, thật sự rất tốt với thiên nhi cô biết điều đó chứ thậm chí là người biết rõ nhất từ lúc nhỏ bao giờ đăng khôi cũng quan tâm lo lắng cho thiên nhi nhất lúc cần chỉ lên tiếng thì đăng khôi đã bỏ qua tất cả để ở bên nhiều lúc cô muốn chấp nhận tình cảm ấy trái tim thiên nhi cũng bằng xương bằng thịt cô đã rất cảm động thậm chí từng cố gắng thử thích đăng khôi nhưng mọi chuyện đều vô nghĩa tình yêu trong thiên nhi không chịu lung lay và cho đến tận ngày hôm nay nó lung lay vì nhật hoàng ở trường thiên Nghi ngồi cùng hải băng dưới căng tin trường hải băng vừa ăn trưa xong còn thiên nhi vẫn thích ăn bánh mì bỗng hải băng nhìn thiên nhi cười bằng đôi mắt lấp lánh niềm tin nghi băng nghĩ băng thích một người rồi nhém tí thiên nhi cắn trúng ngón tay của mình cô la lớn thích ai cả căng tin ai cũng nghe thấy mọi người dán mắt vào thiên nhi và hải băng đang thẫn người ra Hải băng liền lấy tay bụng miệng con nhỏ bạn bị bệnh bất bình tĩnh của mình lại. Đừng có la lớn. Uống uống. T, H, A, R, A, cố lấy tay mình kéo tay hải băng ra, thiên nghi thở không ngừng nhưng vẫn nhớ việc chính. Băng nói băng thích con trai hả? Chiếu nghi nghĩ băng thích con gái sao, biết vậy im luôn rồi, thiên nghi bỏ ổ bánh mì qua một bên, hớn hở hỏi chuyện. Là học sinh trường mình đúng không? Là học sinh vừa chuyển về. Bạn ấy rất tốt, nói chuyện cũng được, lại dễ thương nữa, hôm nào băng chỉ cho xem." Hải Băng thẹn thùng gật đầu, làm Thiên Nghi càng tò mò hơn, tò mò về người làm bạn mình rung động. Biết thế thì tốt, còn nếu băng không chỉ thì Nghi và tụi kia tự điều tra sẽ ra thôi. Sẽ chỉ cho mà, nhưng đợi đến lúc băng tỏ tình xong đi, lúc đó ra mắt luôn được không?" Lúc đó Thiên Nghi đã ngây ngô, trông chờ người Hải Băng thương nhớ là ai. Thật chẳng ngờ cuộc đời này quá ngang trái, quả đất này quá nhỏ nhoi. Bạn bè là thế, ai cũng phải vướng vào cảnh này và chính Thiên Nghi cùng Hải Băng là nạn nhân tiếp theo, Đại Phong dù bận cỡ nào cũng lo cho Ngọc Diệp, sáng không gặp đã mua thức ăn sáng qua lớp cho cô bạn gái bé nhỏ. "Của em nè, đừng nhìn đói sẽ dễ đau bao tử lắm, anh về lớp ôn bài đi, chạy qua chạy lại hoài sẽ bệnh đó, em không vô lương tâm thế đâu." Đại Phong cười, anh nắm tay Ngọc Diệp và nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy tình cảm Ánh mắt chứa đựng vô vàng tình yêu của anh dành cho cô Tình yêu của một chàng trai mong mình dừng lại tại một nơi nào đó Có Ngọc Diệp, tình yêu của anh và cả ngôi nhà hạnh phúc của cả hai Vì em, anh sẽ không để mình bệnh đâu Đừng lo cho anh Ngày mai anh qua nhà em sớm một tí đi Em có quà tặng anh Quà gì đây? Bí mật, nói rồi Ngọc Diệp buông tay anh và chạy vào chỗ rồi Anh quẩy tay chào tạm biệt cô hạnh phúc trời khỏi đó, tình cảm của Đại Phong là vô bờ bến, chẳng ai hiểu lý do Đại Phong yêu Ngọc Diệp như vậy, sức quyến rũ là thường của Ngọc Diệp sao, học tinh học xong, thiên nghi lang thang hàng lang, ai ngờ trời xui quỷ khiến làm sao mà cho thiên nghi gặp Hoàng Khang, cô thầm suy luận, chắc hắn ta đang theo dõi mình, nếu không thì tại sao lúc nào, chỗ nào và bất cứ thời điểm nào cũng gặp hết. Nè! Nghi thiên tài! Thiên nghi bất ngờ kinh ngạc và cả chen lẫn sự lo âu khi nghe Hoàng Khang gọi tên độc quyền cửa miệng của mình. Bao suy luận lại tiếp diễn, chương trình trên não bắt đầu rối tung sau vài giây, sao hắn ta lại biết tên đó của mình, mình và hắn ta nói chuyện cùng nhau chưa quá ba lần mà, thiên nghi cứ suy nghĩ vu vơ và đưa ra nhiều lý do cho câu hỏi của mình. Sao, sao, gọi tôi như thế? Hình như lần nào gặp tôi bạn cũng nói chuyện chẳng ra từ hết, bộ hồi hộp lắm hả? Hoàng Khang nói bằng miệng và hành động bằng chân. Anh bước đến gần Thiên Nghi, từng bước một, cô bị ánh mắt chết người của anh dán vào mắt mình, làm hoang mang và có chút gì đó e ngại. Anh cao hơn cô, bây giờ lại đứng rất gần cô, khoảng cách của hai người chỉ còn tính là cm thôi. Hoàng Khang bỏ hai tay vào túi quần và cúi đầu nhìn người trước mặt, cô và anh đều mặc đồng phục của LB, sọc ca rô màu đen, cảnh tượng hai người, một cao một thấp, một cúi một ngẩn đối diện nhau, trông thật buồn cười có, có gì phải hồi, hợp. Nhưng sao gọi tôi là nghi, thiên tài, vậy? Ai nói với bạn? Từ trước đến giờ, nói ra ba từ nghi thiên tài, cô luôn dứt khoát, tự tin và lớn tiếng, vậy mà hôm nay lại ú ớ ngu ngơ trước hoàng khang. Tại nghe người ta gọi nên gọi thử thôi chứ đâu có gì đặc biệt, mà bạn có biết bùi ngô nhật hoàng lớp 11B1A không? Bùi. Bùi. Ngô nhật hoàng. Cô ấp úng không nói rõ ra mấy từ này được, cái tên bốn chữ đó cả mớ thiên nghi cũng thốt ra được mà Hoàng Khang lại hỏi cô biết hay không. Cô muốn thét lên rằng biết rất rõ, nhưng rồi im lặng, vì cô cho rằng người tên Hoàng Khang đó không đáng tin và đang có mục đích đen tối. Này! Rốt cuộc biết hay không? Thiên nghi lắc đầu, mặt giả nai non như mình ngây thơ không biết nói dối. Không! Xạo nè! Dứt lời Hoàng Khang gõ nhẹ ngón tay lên trán Thiên Nghi, nạn nhân lùi lại ông lấy trán mình. Gì đây? Sao dám đánh tôi? Rõ ràng biết rất rõ mà dám nói không? Lừa tôi như thế bị cú là đáng, sau này. Ngưng lại đôi lát, Hoàng Khang nhấn mạnh. Không được lừa tôi, không được, không bao giờ được làm vậy nữa, nhớ không? Nói xong, anh bỏ hai tay vào túi quần lại như ban đầu, quay người rồi bước đi, chẳng thèm xin lỗi vì đã tự ý cú vào trán thiên nghi. Cái tên này thiên nghi xoa sao tráng mình và nhăn nhó. Dám đánh nghi thiên tài hả? Đồ xấu xa, phía xa, anh mỉm cười vui vẻ, âm thanh trong trẻo vang lên trong phòng nhạc khiến Nhật Hoàng phải ngừng lại và bước vào trong, Hải Băng đang ngồi cạnh cây piano, chăm chú theo từng nốt nhạc, Nhật Hoàng nhìn theo cô và cười trong dịu dàng. Hay lắm! Sau khi Hải Băng dứt nốt nhạc cuối cùng thì Nhật Hoàng vỗ tay và bước đến làm cô không khỏi bất ngờ, quá tập trung vào âm nhạc mà chẳng hay biết ai đang nhìn mình hoàng đến từ khi nào vậy không lâu lắm băng đàn hay thật đó nhưng đây là giờ học mà nhật hoàng ngồi xuống ghế bên cạnh hải băng đúng là cô cúc tiết thể dục qua phòng nhạc tự ý luyện đàn kiểu này mà giáo viên biết là hải băng không thoát khỏi kiếp nạn dọn nhà vệ sinh đâu hoàng định tố cáo tôi sao cô nghĩ anh nhẫn tâm tố cáo cô à để coi tôi sẽ giúp băng giấu chuyện này với điều kiện băng hát tặng tôi một bài đi hát tặng hoàng ngay bây giờ sao? Thì sau này cũng được, bất cứ lúc nào tôi muốn, được đúng không? Còn dám nói không được sao, áp bức hải băng như vậy mà, ép buộc mà dám nói điều kiện. Hải băng biết làm gì hơn ngoài cam chịu gật đầu. Ừm, hôm nay tôi đưa băng về. Không cần đâu, hôm nay Thiên Nhi đưa tôi về rồi, Thiên Nhi. Còn Tiểu Quỳnh gần đây cứ tức giận về việc đi coi mắt vị hôn phu được chỉ phúc di hôn từ hồi trong bụng mẹ, ở lớp cứ lầm lì làm quốc bảo cũng lo lắng theo cái gì quỳnh nói chủ nhật này bạn đi xem mắt sao ừ vừa nói tiểu quỳnh vừa đập mạnh tay xuống bàn mình ghét nhất chuyện điên khùng này trời ơi thời đại này mà còn ba cái chuyện đó sao quỳnh nhất định đừng đi không được đi tiểu quỳnh thở dài não nề nằm dài ra bàn không muốn cũng phải đi không muốn sao còn đi quốc bảo chuyển sang hoảng hốt anh cũng không biết lý do chỉ cần nghĩ đến tiểu quỳnh sẽ có người yêu thì tâm trạng của anh không thể ổn định bố mình hứa sẽ cho mình tiếp tục học võ nếu mình chịu đi lần này nhưng đừng lo tiểu quỳnh phấn chấn lên ánh mắt trực những tia sáng như vừa nghĩ ra điều gì đó tên đó không chịu cưới mình đâu cô có ác cảm với con trai như một thói quen ngoại trừ đại phong người mà tiểu quỳnh nghĩ thật lòng với ngọc diệp người con trai thứ hai không bị tiểu quỳnh ghét bỏ là quốc bảo bạn thân chung lớp. Có vẻ anh bạn thân này đã vượt xa tình cảm bạn bè rồi, Lam Linh lấy cho mẹ học phấn coi. Lam Linh ra vào bếp làm vài món cho bố và mấy chú uống với nhau vài ly đi con. Lấy cho mẹ trước. Cho bố trước. Ông đang giỡn mặt với tôi sao? Bà, thôi hai người đừng nói nữa, đây là gia đình của Lam Linh, phải sống trong hoàn cảnh như thế, nhà thì chẳng đâu vào đâu, vừa đủ sống nhưng chi phí cho bố Lam Linh ăn nhậu, cờ bạc, cho mẹ Lam Linh song phấn, mỹ phẩm đã đủ làm cuộc sống cô chật vật không ổn. Con qua nhà Tiểu Quỳnh, nếu muốn làm gì thì bố mẹ tự mà làm. Lam Linh tức giận sách túi đi, bố mẹ cô thì ở đây vẫn chầm chầm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đại Phong về nhà thấy cô Hoa đang ngồi đợi, anh bước lại gần bàn ăn. Tất cả các món trên bàn đều được dùng cho giới thượng lưu, bỏ ba lô xuống, anh ngồi đối diện với cô Hoa. Cô đợi con về hả? chứ con nghĩ cô đợi ai đây? Sao giờ này mới về, lại đưa con bé kia đi chơi sao? Đại Phong cười an ủi cơn thịnh nộ của cô mình. Ngọc Diệp lớn rồi mà cô gọi con bé hoài, con còn định dẫn cô ấy về nhà ra mắt cô đấy. Dẫn về nhà, lần này con nói nghiêm túc với cô Hả Phong. Dạ, con có bao giờ đùa với cô đâu, cô Hoa thở dài lắc đầu, Đại Phong vẫn ngồi ăn cơm thản nhiên, anh chẳng lo chẳng nghĩ, mong ước đơn giản chỉ thế thôi, được bên Ngọc Diệp và cùng cô ấy sống những ngày tháng bình yên trong tương lai. Đại Phong cũng mất bố mẹ và sống với cô Hoa, là cô ruột của anh ấy. Bố Đại Phong mắc bệnh nan y qua đời lúc anh học lớp 9, sau đó không lâu, mẹ anh vì đau buồn mà cũng ngã bệnh và cũng qua đời. Nên với Đại Phong, Thiên Nhi có sự đồng cảm rõ rệt, tình cảm muốn trân trọng và hơn bao giờ hết. Khát khao có cuộc sống hạnh phúc không quá xa vời, Thiên Nhi về nhà vừa bật laptop lên, xem tin tức một lát là lên Facebook, hôm nay có yêu cầu kết bạn, không ngoài ai khác, đó là người con trai tên Bùi Ngô Nhật Hoàng, anh để cái avatar với từ blue màu xanh dương như cả đại dương ùa về, chẳng cần suy nghĩ đắn đo. Nút xác nhận nhanh chóng được nhấp chuột vào, thiên nghi biết chắc là Nhật Hoàng, anh. Thích màu xanh dương, có lẽ anh mê màu xanh như thiên nghi mê màu trắng tinh khôi của hoa bồ công anh sáng đại phong qua nhà Ngọc Diệp, ngồi trên chiếc mô tô sáng bóng màu xám sẫm. Ngọc Diệp từ trong nhà bước ra, tay đang giấu sau lưng cái gì đó. Anh. Đi thôi em. Cho anh này. Cô đưa ra một hộp cơm thật xinh xắn, cái hộp màu hồng, ngay màu mà Ngọc Diệp mê đắm, Đại Phong ngạc nhiên nhìn Ngọc Diệp. Là em làm hả? Ừm, do em thức sớm làm đó, thấy em thương anh chưa? Ngọc Diệp vừa nói mà cười mũm mỉm thẹn thùng như một cô bé đang tỏ tình hồi còn cấp 2. Đại Phong cầm tay Ngọc Diệp, anh nắm bàn tay ấy thật nhẹ nhàng và nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình yêu. Biết em thương anh nên anh đã lấy cả tấm thân này mà đền đáp nè. Ngọc Diệp nhìn anh rồi lấy tay áp lên má Đại Phong, cô dịu dàng nói với anh: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng học nhiều quá sẽ bệnh thật đó. Nếu bệnh rồi ai sẽ lo cho em? Bệnh là bệnh, lo cho em là chuyện khác, anh bệnh thì vẫn lo cho em." Ngày xem mắt của Tiểu Quỳnh cuối cùng cũng đến chỗ hẹn là một nhà hàng kiểu ý thật sang trọng dù rất thù chuyện này nhưng vì sự tự do trong tương lai thì cô vẫn phải ép mình đi tới đó gia đình tiểu quỳnh đến trước không khí bên trong nhà hàng rất trong lành máy điều hòa mở xuyên suốt không gian tĩnh lặng chỉ tại trong lòng lúc này đang bực bội nên dù ở đây có ra sao thì trước mắt cô không khí ma quái vẫn đang bao trùm tiểu quỳnh giả vờ xin đi vệ sinh nhưng lại thừa cơ hội đến hành lang tản bộ ngồi trên chiếc xích đu Cô ước ao biết chừng nào tên hôn phu kia ghét cô để khỏi kết hôn với kẻ mà mình chưa từng thấy mặt. Đang suy nghĩ vẫn vơ, tay thì chẳng để yên được, tội nhất mấy cây kiển trước mặt Tiểu Quỳnh bị bước bỏ gần trần trụi cả thân người. Bố mẹ là thật, nếu bố thích thì bố tự mà cưới anh ta đi, tự nhiên kiếm con à? Tiếng bước chân đi lên cầu thang, từng bước một, làm Tiểu Quỳnh bắt đầu cảm thấy hoang mang. Không lẽ từ cầu thang? Người con trai với bộ vét đen thanh lịch, áo sơ mi trắng bên trong càng làm nổi bật làn da công tử, tóc anh gọn gàng nhưng đủ để tôn lên nét lịch lãm đầy cuốn hút của người đàn ông. Áo anh thẳng thấy nét, có lẽ đã qua ủi rất kỹ càng. Bỗng ngay lúc đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt tiểu quỳnh chỉ còn có mỗi hình bóng anh, gương mặt, dáng đi, điều này làm tim cô sao xuyến khác thường. Anh định đẩy cửa vào nhưng lại dừng lại và quay sang nói với cô cây kiển của nhà hàng vừa trồng mà bước trơ trọi thế sao tiểu quỳnh phủi tay đứng dậy trước giờ vẫn thế người con trai nào đối mặt với cô đều bình đẳng dù anh chàng này đang làm tiểu quỳnh như rối tung lên vì bao xúc cảm tôi thấy chuyện này đâu liên quan gì đến anh không liên quan chỉ tại tôi thấy việc cô đang làm sao mà vô ý thức quá anh cười một cách ngạo nghễ điều này càng làm cô thêm ghét anh máu trong người tiểu quỳnh đang nóng lên vốn dĩ tiểu quỳnh là người thuộc sao hỏa mà vô ý thức hả anh dám nói tôi như thế có gì mà không dám sự thật hay mất lòng vậy đó đồ con trai nhiều chuyện không biết đúng sai còn dám cãi quét sạch chỗ này đi nhanh anh đang ra lệnh cho cô dám ra lệnh cho lý tiểu quỳnh này cô trợn to mắt nhìn anh đầy thách thức sau đó nén lại cơn thịnh nộ cô đành bỏ qua hôm nay đến đây không phải cãi nhau hay đánh nhau, cô ngồi xuống xích đu như chẳng nghe thấy gì, anh nhìn cô đôi lát như nhận ra điều gì rồi cười, đến nắm lấy tay cô anh nói bình nhiên. Theo tôi, bỏ tay tôi ra, đồ tên dê sòm. Tiểu Quỳnh thét lên thật lớn, cô đứng phạt dậy và ngay lập tức tung cho anh một đá. Âm thanh vang lên, tiếng vỡ của thủy tinh, và cảnh tượng là Tiểu Quỳnh ngã nhào lên người anh, Triệu Kỳ Dương, vị hôn phu tương lai của cô chưa bao giờ cảnh tượng này xảy ra trong đời tiểu quỳnh vì cô ít khi tiếp xúc với con trai không bao giờ tỏ ra thân thiết với cô con trai như liều thuốc độc tình yêu là thứ cặn bã làm con người rơi xuống địa ngục không đấy vậy mà chính hôm nay tình yêu của cô bắt đầu từ một cuộc chạm trán định mệnh này tối về nhà họ lý ông lý vỗ mạnh xuống bàn rồi mắng lớn tiếng hôm nay con làm cái gì vậy hả tiểu quỳnh đứng trước bàn làm việc của ông lý hai tay nắm chặt vào nhau đặt phía trước người cúi gầm mặt xuống như đang ân hận con xin lỗi bố xin lỗi bố làm gì buổi ra mắt bị con phá tan tành rồi lo mà xin lỗi kỳ dương kìa bố ơi tại vì anh ta ông lý liền cắt ngang ông thừa hiểu tính con gái mình lý do gì bố không muốn nghe nếu ngày mai con không đi gặp kỳ dương xin lỗi thì ước mơ gì cũng bỏ hết một lượt Tiểu Quỳnh lầm bầm trong miệng những câu nguyền rủa anh chàng kia. Nếu biết đó là vị hôn phu của mình thì cô đã ra tay nặng hơn tí nữa rồi, cho anh ta sợ mà chạy mất dép luôn. Nhưng dù có tức giận ấm ức mấy thì Tiểu Quỳnh cũng phải cam chịu vì hoài bảo không muốn vào trường kinh tế như ông Lý yêu cầu. Đúng là lần này gặp vận xui, đánh ai không đánh mà đánh nhầm tên chồng tương lai kia. Điều Tiểu Quỳnh không ngờ nhất là Kỳ Dương có võ, lúc cô tung đá, anh đã đỡ bàn chân của cô một cách nhẹ nhàng làm cả thân người cô nhạo đến lan can và vỡ mấy chậu hoa thủy tinh ở đó. Nếu Kỳ Dương không nhanh tay đỡ Tiểu Quỳnh thì có lẽ gương mặt xinh đẹp kia đã không còn rồi, Thiên Nhi vẫn cứ lo lắng, tò mò xem Nhật Hoàng có người yêu chưa để mình còn theo đuổi, một phần lo âu trước sự xuất hiện như ma của Hoàng Khang hắc ám. Sáng thứ hai, cả năm người ra quán ăn The Dream trước trường LB. Hôm qua xem mắt thế nào? Chàng có đẹp trai không? Lam Linh và Ngọc Diệp liên tiếp hỏi Tiểu Quỳnh, thấy mặt cô bạn xù xụ, Hải Băng liền ghim miếng sườn trên dĩa đưa qua cho Tiểu Quỳnh. Nhìn mặt ghê vậy chắc gặp phải ông chú già, đầu hói, bụng phệ rồi. Hay là hắn ta thuộc dạng mấy tên trâu già thích gặm cỏ non? Thiên Nghi cũng tiếp lời theo ba người kia, bây giờ Tiểu Quỳnh mới bỏ muỗng xuống nhìn bốn đứa bạn. Anh ta trẻ, đẹp trai, phong độ. Không tệ như mấy người nghĩ đâu. Mới 20 tuổi thôi mà, Bốn người kia bất ngờ đưa mắt nhìn Tiểu Quỳnh rồi lắng nghe cuộc chạm trán hôm chủ nhật. Ai cũng tức cười trước hành vi lỗ mãng ấy, nhưng không dám thể hiện rõ trên gương mặt, nếu không Tiểu Quỳnh sẽ ăn tươi nuốt sống họ mất. Trường Lb, Hải Băng ngồi nói chuyện với Lâm Linh. Người băng nói là cái bạn hôm trước hả? Ừ, Hoàng và Băng rất có duyên, ở trường cũng gặp mà trên đường về cũng gặp, mỗi sáng vừa bước khỏi nhà, Băng đã thấy Hoàng đứng ở cửa nhà bạn ấy đợi Băng. Thật tình thì băng chưa bao giờ có được cảm giác bình yên này hải băng ngưng đôi lát trong nét mặt thẹn thùng không thể diễn tả đó là niềm vui mà lần đầu hải băng cảm nhận được để băng coi nhật hoàng có bạn gái chưa rồi băng sẽ tính xem nên làm gì à tiểu thư hải băng nhà mình biết yêu rồi nhưng cẩn thận nghe hãy xác định coi cậu ấy như thế nào đã tiểu quỳnh bước đến đứng cạnh nghi xấu xí đâu ở trong lớp học bài rồi sao Quỳnh không ở trong lớp làm báo tường mà ra đây? Không sợ lớp trưởng phạt hả? Tiểu Quỳnh nghe Hải Băng hỏi thế nên biểu môi. Mình mà sợ hắn ta sao? Còn lâu? Cái tên bùi ngô nhật hoàng đó mình chịu đựng quá đủ rồi. Nghe tới đây, Hải Băng đứng phát dậy, mở to mắt ngạc nhiên. Quỳnh nói lớp trưởng Quỳnh tên gì? Làm gì phản ứng dữ vậy Băng? Làm linh trong vẻ biến sắc 180 độ của Hải Băng bùi ngô nhật hoàng có gì sao khi tiểu quỳnh thản nhiên trả lời thì đại não của hải băng đã bùng nổ cô ấy đặt tay lên trán mình tỏ vẻ bối rối sao kỳ vậy trời bỏ mặt hai người kia đứng ngay ra không hiểu gì hải băng lủi thủi đi vào lớp vừa đi vừa lẩm bẩm lần này tiêu thật rồi trước mặt hoàng mình còn chê tên lớp trưởng cho lắm vào làm sao đây trong lớp lam linh có một anh thuộc dạng nằm trong top hot boy của trường nhưng là hot boy ban b trường lb chia hot boy hot girl ra làm hai nhóm hot boy hot girl ban a nghĩa là nổi tiếng nhờ thành tích học lập xuất chúng cùng với dáng vẻ bề ngoài đủ tiêu chuẩn thuộc ban a ban b còn lại là thuộc dạng beautiful mà với những thành tích quậy có kỷ luật cả chia khối cũng có phân ban a b giống như lấy ký tự cuối cùng để xác định ban nào còn phần đầu để nói về khối học a b c d tuấn nguyên ê kêu tôi ở đây làm bài tập mà trốn đi đâu vậy Lam Linh ngồi xuống bàn, anh chàng tên Tuấn Nguyên ấy đẹp trai không thua kém Nhật Hoàng, Hoàng Khang, Kỳ Dương và Đại Phong. Anh đẹp vì có làn da công tử cực chuẩn, giọng nói ấm áp như nắng mùa xuân. Đây cũng là đôi bạn cùng bàn, cùng tiếng với Lam Linh. À đi nói vài chuyện với mấy đứa bạn, sẵn tiện hỏi mấy bài tập khó. Kẻ chậm tiêu như bạn phải để tôi dạy thì mới hiểu được chứ. Này! Sao lần nào tôi nhượng bộ bạn cũng lấn ép hết vậy hả? tin không? Tuấn Nguyên cười lắc đầu rồi quay xuống chép tiếp bài tập, làm Linh cũng hạ giọng cùng Tuấn Nguyên làm bài. Họ thật là đôi bạn cùng tiếng, đi đâu cũng nói chuyện học, thế mà Tuấn Nguyên học chẳng có thành tích, cũng không ai biết lý do, đáng lẽ Tuấn Nguyên phải được xếp vào hot boy bang A nếu có thành tích học chuẩn một tí, anh thân thì ở bang A, còn danh tiếng là hot boy nổi tiếng nhất nhì bang B, ra về hải băng cứ ngồi ở ghế đá, ngồi suy tư không ngờ cái người mà cô nói xấu trước mặt Nhật Hoàng lại là người được nghe. Biết vậy mình không kể những gì Quỳnh nói cho Nhật Hoàng nghe rồi. Sao không kể? Nhật Hoàng dắt xe đến, ngồi xuống cạnh hải băng. Làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? Hoàng! Sao chưa về? Đợi băng về chung đó. Lên xe tôi chở về cho. Tôi, tôi đợi thiên nghi rồi, Hoàng về trước đi. Nhật Hoàng nhìn vào dãy hành lang lớp thiên nghi, vẫn còn giáo viên đứng trên bục giảng. Thiên nghi chưa về đâu, không về với tôi vì thấy có lỗi hả? Anh và cô cùng đi dọc theo con đường ra cổng phụ của trường, Nhật Hoàng dắt xe đạp đi bên cạnh hải băng, hai bên cạnh phượng rơi đầy, nắng luồn lách qua kẻ lá soi xuống mái tóc hai con người ấy. Sao Hoàng không nói lớp trưởng là Hoàng? Chẳng phải Tiểu Quỳnh nói tôi là người khó ưa sao? Tôi che giấu việc mình là lớp trưởng chỉ vì muốn băng thật sự hiểu về tôi. Vì tôi muốn thế. Vậy sao hoàng không tỏ thái độ này trước mặt mọi người để họ hiểu hoàng hơn? Nhật Hoàng dừng xe lại nhìn thẳng vào mắt Hải Băng. Băng không biết hả? Băng khác họ. Câu nói của Nhật Hoàng làm Hải Băng sững sờ, trái tim đang yên lành bỗng bị câu nói ấy làm rối loạn, cô vẫn không thể biết lời nói này có xuất phát từ tận trái tim Nhật Hoàng không. Anh có động lòng với mình như mình đã đem lòng yêu mến anh không? Hải băng vẫn chưa thể đặt hy vọng gì ở Nhật Hoàng cả, chỉ đợi thời gian minh chứng cho tất cả. Hôm nay lớp thiên nghi bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại đến gần 11 giờ 45 phút, bụng kêu cồn cao. Ra đến nhà xe, nào ngờ phát hiện trên rổ xe mình có một ổ bánh mì bơ sữa, cô còn tưởng mình nhìn nhầm xe, nghi ngờ nhìn xuống cổ xe, rõ ràng là số xe của cô. Một ý tưởng lóe lên trong đầu thiên nghi là nhật hoàng ngựa trắng để vào cho cô, dù chưa chắc chắn nhưng như thế cũng đủ làm thiên nghi rất vui và tràn ngập hạnh phúc tay cầm ổ bánh mì mà miệng vẫn chưa thể khép lại được bỗng dưng một bàn tay ai đó lấy đi ổ bánh mì trên tay cô nó không cánh mà bay có bánh mì ăn nữa sao sao lại tự ý lấy đồ của tôi hả trả đây bạn đúng là quá biến thái mà cầm ổ bánh mì vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc đến vậy tôi đã nói là trả đây Thiên Nghi tức giận nói lớn, lấy đồ của cô thì được chứ lần này là bánh mì của ngựa trắng, sao có thể mở to mắt nhìn nó bị cướp đi. Hoàng Khang không nhận thấy điều gì cả, tay giơ cao ổ bánh mì lên. Lấy được thì trả. Tới đây. Hoàng Khang cười khêu khích, lùi xa Thiên Nghi ra, cô đang tức giận giờ lại thấy mình bị sỉ nhục bởi chiều cao khiêm tốn, đối đầu với con trai là ngốc, huống hồ bây giờ trước mặt Thiên Nghi là một tên dở hơi không ra gì, chẳng thèm nữa, cô lấy bình tĩnh. Muốn lấy thì cứ lấy đi, từ nay bạn nợ tôi 100 ngàn. Thiên Nhi thừa hiểu khả năng của mình với tỷ lệ lấy được ổ bánh mì trên tay Hoàng Khang là rất ít, đứng thôi mà cô chỉ chạm vai Hoàng Khang, anh cao quá, chiều cao như một người mẫu trong các cuốn tạp chí cô của Thiên Nhi vẫn hay xem. Lần này mặc kệ không thèm cãi nhau vô ích, cầm nín mà bỏ tập vào rổ xe và dắt xe đi. Hoàng Khang thấy vậy nên đứng trước cổ xe, Lấy tay mình nắm cổ xe lại không để nó tiến thêm tí nào nữa. Ơ! Ờ, không lấy thật hả? Đại thiếu gia, làm ơn tránh ra dùm. Giọng thiên nghi hằng học thấy rõ, nét mặt hoàng khang vẫn chẳng thay đổi. Vẫn cái kêu ngạo, gương mặt nén cười khi đối diện thiên nghi, điều này làm thiên nghi tức điên lên mà không làm gì khác được cả. Tôi lấy có một ổ bánh mì mà phải trả tới 100 ngàn, đắt quá đấy. Hay là vậy đi tôi không có tiền thì lấy thân báo đáp được không thân báo đáp bạn nghĩ tôi cần sao có cho không tôi cũng chẳng thèm cô cũng cười khinh miệt nhìn anh ok là bạn nói không thèm chứ không phải tôi không cho nhìn sắc mặt cô trở nên tồi tệ nên anh đành nhượng bộ không đùa nữa trả nè hoàng khang bỏ bánh mì vào đổ xe mỉm cười và căng dặn đi dọc đường mà ăn đi nghi ngốc chưa kịp phản ứng thì Hoàng Khang đã mang ba lô đi ra khỏi cổng trường, leo lên xe của ai đó chờ sẵn và đi mất. Nghi thiên tài hôm nay bị sửa biệt danh thành nghi ngốc rồi. Đầu ai đó lại có khói bốc lên, lần này là khói độc, tiểu quỳnh đi học về phải theo địa chỉ trên điện thoại do ông Lý gửi tới, lên gần 10 tầng thang máy, cuối cùng cũng tìm được nhà anh, trong một khu chung cư cao cấp, trước nhà ghi số 163, cô lấy can đảm bấm chuông cửa, bỏ cái sĩ diện không đáng đồng xu để đổi lấy tự do cửa mở. Sao đến đây? Tôi có thể vào nhà một lát được không? Lần đầu tiên trong đời Tiểu Quỳnh, phải nói chính xác hơn là trong 17 năm qua cô chưa hạ giọng với người con trai nào, cho đến hôm nay, người đầu tiên, anh là Kỳ Dương. Bước vào nhà, Tiểu Quỳnh nhém té ngửa bởi xung quanh nó ngăn nắp một cách lạ thường, còn ngăn nắp hơn nhà của cô. Việc làm cô bất ngờ nhất là trên kệ sách, Bàn TV đều toàn những huy chương vàng của các giải thi đấu võ thuật cấp khu vực và quốc gia, còn có hình Kỳ Dương mặc áo tuyển thủ trông rất oai vệ và mạnh mẽ làm Tiểu Quỳnh nghĩ khác về anh. Bấy giờ cô mới nhận ra lý do mình bị thảm hại như thế. Tôi không ngờ em đến đây. Anh ngồi xuống và rót nước vào ly thủy tinh đặt trên bàn cho cô. Tiểu Quỳnh vẫn chưa hoàn hồn, ngồi xuống sofa màu xám sậm, cô nhìn qua Kỳ Dương, anh mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, quần jean đen khác với một Kỳ Dương nghiêm túc và kỷ luật trong lần đầu lần đầu gặp nhau. Thật thì tôi chẳng muốn đến, tại bố tôi ép tôi đến xin lỗi anh thôi. Nhưng tôi thấy tôi vô tội đó. Vậy vì sợ bố em nên em mới đến." Kỳ Dương cười và dõi mắt theo sát từng biểu hiện trên gương mặt xinh xắn của Tiểu Quỳnh. "Có phần nhỏ như thế, còn một phần vì tôi muốn cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi tiêu rồi." Ghét anh là ghét, nghĩa khí vẫn là trên hết dù sao Tiểu Quỳnh vẫn còn nợ anh một ơn huệ, Kỳ Dương gật nhẹ đầu hiểu ý, anh vẫn điềm đạm nói với cô. À, biết thế thì nên trả ơn tôi chứ. Trả ơn thế nào? Chúng ta có hôn ước mà, bộ em không định lấy tôi sao? Đang giả làm thục nữ mà Kỳ Dương lại nói thế, Tiểu Quỳnh không thể nhìn được thêm nữa, cô đứng bật dậy. Tưởng tôi hiện nên làm tới sao? Kết hôn. Anh nghĩ gì mà bảo tôi làm thế? Tiểu Quỳnh cúi người xuống cầm ly nước lên uống hết một hơi rồi bỏ mạnh xuống bàn. "Không, chết tôi cũng không kết hôn. Người muốn kết hôn là bố tôi. Anh muốn thì kết hôn với ông ấy đi." Giận quá nên nói năng cũng lung tung, Kỳ Dương nhíu mày nhìn cô. Tiểu Quỳnh ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại phía sau người con trai đang dõi mắt theo mình và những dấu bùn dơ in đầy sàn nhà sạch trơn của anh vì giày của ai đó đã quên cởi ra khi bước vào. Tuấn Nguyên và Lam Linh học cùng giờ bồi dưỡng toán, Lam Linh luôn nỗ lực để đuổi kịp mọi người, còn Tuấn Nguyên thì không ngần ngại giúp chẳng có lý do. Đang làm bài toán, bỗng Tuấn Nguyên quát lớn lên. Cái này phải chia ra. Từ từ chớ, cái gì cũng phải từ từ, bạn đừng la tôi, hoảng lên là chữ bay hết à, nói từ từ thôi bạn không nhớ công thức mà tối ngày nhớ cái thằng bạc tình đó bộ không có hắn ta bạn chết hả ừ chắc sẽ chết thật đó lam linh thật thà gật đầu tuấn nguyên cũng thẫn thờ theo lấy mực quẹt đầy tập trắng vậy bây giờ tên đó đâu bắt cá hai tay rồi bỏ trốn nơi nào rồi tôi ghét hạng con trai lừa tình như vậy bạn ghét kệ bạn người tôi yêu chứ có phải bạn yêu đâu Lam Linh nói mà quên mất để ý đến người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt gì ở nhà thiên nghi, dưới bếp trối bù lên, cũng phải thôi, lần nào nghi ngốc, xuống bếp mà chẳng vậy. Bu à, đừng ăn cái đó, không được tha đi. Bu. Con bu nhà thiên nghi nghịch lắm, nó màu trắng đang vàng pha lẫn màu đen, mà người ta hay gọi là chó tam thể. Nhưng vì nó rất mập mạp và háo ăn nên thiên nghi đặt tên cho nó là bu. Dạo gần đây cô Lan hay làm ca đêm nhà hàng oai nhận nhiều tiệc cưới nên công việc của cô rất nhiều, Thiên Nhi và Nung phải tự lo cho mình. Mới hôm qua, Nung đưa cho Thiên Nhi coi thư tình của thằng bạn cùng lớp tặng cho Nung, Thiên Nhi thì khát khao biết nhường nào thư tình do chính tay ngựa trắng viết, vậy nhưng bé Nung lại chê đó lạc hậu và sến làm sao, đêm tối u về, cô một mình ngồi trên bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ trắng, Nung hôm nay lên gác ngủ cùng Thiên Nhi, bây giờ thì con bé đang chìm vào giấc mơ, ngoài kia sương đêm buông xuống rất nhanh, Thiên Nhi biết thế vì hơi lạnh đang ngày càng thấm dần vào da thịt. Đôi lúc nhớ bố mẹ, tự nghĩ rằng họ đang ở trên thiên đường nhìn theo đứa con gái này. Ngày đó, Thiên Nhi nhớ rất rõ, gia đình ba người họ sống rất hạnh phúc trong một căn biệt thự rộng lớn. Cô được bố mẹ yêu thương chăm lo, ngày ngày được ăn những món mẹ nấu, được nghe mẹ đọc tiểu thuyết vào mỗi đêm để cô đi vào giấc ngủ. Không những vậy, cô còn muốn được bố ông lấy mỗi khi mình bước ra cổng đợi bố tan làm về. Cuộc sống hạnh phúc ấy, những năm tháng ấy in mãi trong ký ức thiên nghi, và chính ngày định mệnh đó cũng in sâu vào trái tim non nớt này, trái tim mềm yếu dễ tổn thương nhưng luôn tỏ ra sắc đá và mạnh mẽ, tiếng nổ thật lớn, ánh sáng xé tan màn đêm tĩnh mịch, đưa bố mẹ rời xa thiên nghi mãi mãi, nó gần như cướp đi nửa mạng sống của cô bé chưa tròn 7 tuổi. Nước mắt đã đông đầy trên khóe mi, thiên nghi cũng chẳng nhận ra mình đang khóc khi ký ức ùa về như sóng dữ như cơn bão ngày càng dồn dập làm tim thiên nghi rung lên vì đau nhói. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.